Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 82. Trở nên mạnh mẽ trong khi tàn sát. Thấy không ai có thể ngăn được Diệp Huyên, Diệp Liên quay đầu nhìn về phía ông lão tóc bạc đang cầm đầu ở phía xa, sắc mặt lão ta lập tức thay đổi, vội vàng cất lời, tế trận. Lão ta vừa dứt lời, một cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên cao từ sâu trong dãy núi phía xa, một khắc sau, trên bầu trời của cả phệ linh tộc đột nhiên ngưng tụ ra một lưỡi dao hư ảo. Lưỡi dao đó đỏ như máu, xung quanh tản ra vô số điểm nhỏ màu máu. Thấy con dao đỏ như máu này, Diệp Liên duỗi tay phải, Tu La Thứ xuất hiện trong tay nàng. Lúc này, Trương Văn Tú ở phía xa dùng một thương đánh lui hai người nguyên linh, xuất hiện bên cạnh Diệp Liên, đừng cố chống lại, trong phệ linh tộc này còn có cao thủ thần bí chưa ra tay. Diệp Liên nhìn về phía dãy núi kia. Nàng có thể cảm nhận được trong dãy núi rất xa có hơi thở mờ ảo nào đó tồn tại, rất mạnh. Hơn nữa còn không chỉ có một. Trương Văn Tú lại nói, một mình cô không đấu lại tất cả bọn họ đâu. Hơn nữa theo ta được biết, trong tộc này còn có một thần trận cấm linh, nếu trận pháp này mở ra, cộng thêm việc bọn họ lấy cao thủ kiềm chế cô hoàn toàn không thể làm gì được. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, tình trạng của hắn bây giờ rất tồi tệ. Nếu còn không tỉnh lại thì có lẽ sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Diệp Liên chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lưỡi dao đỏ như màu trên bầu trời của phệ linh tộc cũng dừng lại, không di chuyển nữa. Rõ ràng phệ linh tộc cũng không muốn cá chết lưới rách với Diệp Liên. Lúc này có Trương Văn Tú ở đây, bọn họ hoàn toàn không thể khống chế Diệp Liên, không thể khống chế Diệp Liên, cũng đồng nghĩa với việc không thể dùng trận pháp vây khốn nàng. Dưới tình huống này, nếu bọn họ muốn giết chết Diệp Liên thì phải điều động cả tộc. Hơn nữa nếu Diệp Liên lựa chọn chạy trốn, dù bọn họ điều động cả tộc cũng khó mà giết được nàng. Hiện tại phệ linh tộc đã tổn thất nặng nề, bọn họ không muốn có thêm người chết nữa. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải xem Diệp Liên lựa chọn như thế nào. Nếu Diệp Liên thật sự muốn cá chết lưới rách thì bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể bất chấp tất cả giết chết Diệp Liên thôi. Một lát sau, Diệp Liên chợt mở mắt ra, nàng bay thẳng đến bên cạnh Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người chém một kiếm về phía nàng, nhanh như tia chớp. Diệp Liên không hề tránh né, mà một kiếm kia của Diệp Huyên cũng không thật sự chém xuống, vẫn dừng lại khi còn cách giữa chân mày Diệp Liên khoảng nửa tấc. Nhìn Diệp Huyên tựa như người vừa đi ra từ trong vũng máu trước mặt, Diệp Liên chợt rơi nước mắt. Người trước mặt này, cho dù là lúc nào cũng sẽ không làm tổn thương nàng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người muốn đi, Diệp Liên chợt bắt lấy tay hắn, một lực lượng mạnh mẽ lập tức ép Diệp Huyên đứng tại chỗ. Một khắc sau, nàng xoay người nhìn mấy ông lão mặc áo bào trắng ở phía xa, sắc mặt lạnh như băng, phệ linh tộc, kiếp này đời này, huynh muội ta nhất định sẽ tàn sát cả tộc các người. Một tiếng cười khẽ vang lên từ sâu trong dãy núi, ta sẽ đợi huynh muội các người đến. Diệp Liên nhìn về phía đó, sau đó ra lệnh, Tu La kỵ binh, rút lui. Nói xong, nàng dẫn Diệp Huyên biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, mấy Tu La thiết kỵ binh kia cũng rút lui tựa như thủy triều, mà kỵ binh của phệ linh tộc đã thiệt hại hơn một nửa, đương nhiên đều là vì Diệp Huyên. Trương Văn Tú trên không trung không lập tức rời đi, mà nhìn về phía sâu trong dãy núi, các người làm trái với thỏa thuận với thầy. Sâu trong dãy núi truyền đến tiếng cười. Lúc trước người chịu thỏa thuận là tộc trưởng phệ linh tộc thời đó, chứ không phải chúng ta bây giờ. Hơn nữa, thầy của cô đã không còn trên đời này nữa rồi, không phải sao? Trương Văn Tú cười nhạt, năm đó thầy không nên nhân từ. Người kia nhẹ giọng đáp, thế gian này vốn dĩ kẻ mạnh là vua. Lúc thầy cô còn sống, hắn mạnh, hắn muốn nói đạo lý, tất cả mọi người trên thế giới này đều nhất định phải nói đạo lý với hắn. Năm đó phệ linh tộc ta đánh không lại hắn, hắn nói cái gì thì là cái đó, chúng ta chịu. Nhưng hôm nay, không ai có thể ép phệ linh tộc chúng ta nói đạo lý nữa. Trương Văn Tú cười nói, năm đó thầy nói đạo lý cũng không phải chuyện xấu với các ngươi. Còn tình thế bây giờ, nếu phệ linh tộc các ngươi tiếp tục gây chuyện, thì e rằng các ngươi muốn nói đạo lý cũng không có ai chịu nói với các ngươi nữa đâu. Người kia cười khẽ chắc là thế. Cho dù thế nào. Những gì năm đó thế giới này nợ chúng ta đều phải đòi lại hết. Trương Văn Tú nhún vai, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở cuối chân trời.
Tộc trưởng Vệ Linh tộc ở một bên nhẹ giọng nói, thực lực của hai nữ nhân này thật quá mạnh. Giọng nói trong dãy núi lại vang lên một lần nữa, thế giới bây giờ đã không còn là thế giới năm đó, Vệ Linh tộc ta cũng không phải Vệ Linh tộc vô địch năm đó. Bây giờ Vệ Linh tộc ta xuất hiện, những thế lực bên ngoài cũng khó tránh khỏi sợ hãi, vì tránh bọn họ liên thủ nhằm vào Vệ Linh tộc chúng ta, các ngươi truyền lệnh ra ngoài. Cứ nói lần này Vệ Linh tộc xuất thế là vì bảo vật trong tay Diệp Huyên và thư phòng Vạn Duy. Nghe vậy, tộc trưởng Vệ Linh tộc gật nhẹ đầu, hiểu rồi ạ. Một tiếng nói khẽ vang lên từ sâu trong dãy núi, lần này sẽ không ai có thể ngăn cản Vệ Linh tộc ta nữa. Tu La Địa Ngục. Diệp Liên đưa Diệp Huyên về thẳng Tu La Địa Ngục, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, máu quanh người hắn sôi trào như dung nham, từng đợt khí thế mạnh mẽ không ngừng phóng ra khỏi cơ thể hắn. Diệp Liên nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, một lực lượng mềm mại liên tục lao về phía hắn. Nàng không dám dùng sức chấn áp vì hiện tại huyết dịch của Diệp Huyên đã xảy ra biến dị, nàng sợ dùng sức quá mạnh sẽ phản tác dụng. Trương Văn Tú đứng bên cạnh tò mò nhìn Diệp Huyên, phải nói là huyết mạch của Diệp Huyên quá kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng ta gặp được huyết mạch mạnh đến thế. Nàng ta hơi tò mò về thân phận của Diệp Huyên. Phụ thân hoặc tổ tiên của tên này chắc chắn không phải người thường. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt hắn chứa cả một biển máu, cùng lúc đó có một hơi thở mạnh mẽ tàn bạo tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Liên vội vàng túm lấy hai tay Diệp Huyên, run giọng gọi ca. Ca! Tiếng gọi này khiến cơ thể Diệp Huyên trở nên cứng đờ, dần ra luồng lệ khí quanh người hắn mới từ từ yên tĩnh lại. Trương Văn Tú nhìn Diệp Liên. Không ngờ nàng lại gọi Diệp Huyên là ca. Mối quan hệ này hơi khó hiểu. Không biết qua bao lâu, hơi thở của Diệp Huyên dần bình lặng lại, mặc dù máu vẫn còn sôi trào nhưng không điên cuồng như trước đó, ít nhất thì hắn không ra tay nữa. Diệp Liên đứng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn về phía Vệ Linh tộc với vẻ mặt lạnh như băng, khiến người ta phải run lên vì sợ. Lúc này Trương Văn Tú chợt lên tiếng, đừng kích động. Cô không thể lấy sức một mình hủy diệt cả Vệ Linh tộc. Diệp Liên mặt không cảm xúc không trả lời, nhưng tu la thứ trong tay nàng lại đang chấn động kịch liệt. Một lát sau, Diệp Liên xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng nắm chặt hai tay hắn, không nói lời nào. Lúc này, Thẩm Tinh Hà và Lưu Ung của Phù Văn Tông chạy đến. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, cả hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi biết Diệp Huyên đi đến Vệ Linh tộc, họ cũng lên đường ngay, nhưng tiếc là hơi muộn, khi họ đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. Không gian trước mặt Trương Văn Tú đột nhiên chấn động, một lát sau, nàng ta cười khẩy, hay cho Vệ Linh tộc, lần này chúng thông minh hơn rồi. Thẩm Tinh Hà nhìn Trương Văn Tú, Trương cô nương có ý gì? Trương Văn Tú trả lời, Vệ Linh tộc truyền tin, mục đích của họ lần này là thư phòng Vạn Duy và bảo vật trong tay Diệp Huyên. Nghe vậy. Thẩm Tinh Hà sầm mặt lại, thật xảo quyệt. Ban đầu Vệ Linh tộc hiện thân, một số thế lực cổ xưa chắc chắn sẽ không ngồi yên, vì trước đây Vệ Linh tộc từng suýt hủy diệt cả vũ trụ ngũ duy. Do đó, Vệ Linh tộc hiện thân, nhiều thế lực cổ xưa nhất định sẽ liên minh với nhau để tự vệ, nhưng bây giờ Vệ Linh tộc nói mục tiêu của họ là thư phòng Vạn Duy và tháp giới ngục của Diệp Huyên, như vậy họ chắc chắn sẽ không ra tay. Họ sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi, chờ cho Vệ Linh tộc Diệp Huyên và thư phòng Vạn Duy đánh nhau đến chết. Đây chính là thực tế. Chuyện không liên quan thì gạt sang một bên. Thẩm Tinh Hà trầm giọng, hiện tại các thế lực khác chắc chắn sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Trương Văn Tú cười, đương nhiên họ sẽ cười trên nỗi đau của chúng ta, trước đó trong số họ đâu ai dám nhỏ ngó thư phòng Vạn Duy, ai đánh kẻ đó chết, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có người đứng ra. Vì thế cơ hội của họ đã đến. Nàng ta lắc đầu, thời gian qua lâu lắm rồi. Lâu đến mức nhiều người quên mất sự đáng sợ của Vệ Linh tộc trước đây. Thẩm Tinh Hà gật đầu, thật ra ông ta cũng không biết sức mạnh của Vệ Linh tộc, bởi vì ông ta không sống trong thời đại thuộc về Vệ Linh tộc trước kia, chỉ biết được vài sự tích về họ từ một số ghi chép của Phù Văn Tông. Chỉ những người sống trong thời đại của Vệ Linh tộc năm ấy mới có thể biết họ đáng sợ đến mức nào. Vào thời kỳ đó, nếu không nhờ có tiên tri xuất hiện, e rằng cả vũ trụ ngũ duy sẽ bị tàn sát chỉ còn dư lại Vệ Linh tộc. Lúc này Trương Văn Tú lại nói, Vệ Linh tộc rất thông minh, còn biết che giấu thực lực, chúng định dùng cách nước ấm nấu ếch xanh, giải quyết từ từ đây mà.
Thẩm Tinh Hà do dự một lát rồi hỏi, Văn Tú cô nương, hay là chúng ta liên lạc với mấy vị còn lại trong số 6 đại cường giả thử xem? Trương Văn Tú đáp lời, ông nghĩ họ không biết phệ linh tộc hiện thân sao? Đến nay họ vẫn chưa có động tĩnh thì chỉ có hai khả năng, đó là không muốn can thiệp hoặc hy vọng chúng ta liều mạng với phệ linh tộc như bao người khác. Chỉ khi hỗn loạn, họ mới có thể hưởng lợi. Thẩm Tinh Hà cao mày, với thực lực của họ, chắc sẽ không ích kỷ vậy đâu nhỉ? Trương Văn Tú cười mỉa mai, họ cũng là người, tại sao không thể ích kỷ? Ta nói cho ông biết, nhiều người càng có thực lực thì càng ích kỷ. Nếu không vì chuyện này có liên quan tới thư phòng Vạn Duy của ta, ta cũng ước gì các ông lưỡng bại câu thương với họ. Thẩm Tinh Hà im lặng, Trương Văn Tú nói thẳng thừng nhưng lại rất có lý. Trương Văn Tú nhìn Diệp Liên bằng ánh mắt ưu sầu. Phệ linh tộc dám ra tay với Diệp Huyên tức là họ có tham vọng rất lớn, và lại nếu không nhờ Diệp Huyên, e rằng Diệp Liên đã thực sự lành ít dữ nhiều. Dù một người có mạnh đến đâu cũng không thể đánh lại một tộc. Hơn nữa còn là phệ linh tộc, tộc từng đứng đầu vũ trụ ngũ duy. Nữ phu tử. Giờ phút này, Trương Văn Tú nhớ đến người phụ nữ đó. Trương Văn Tú ngoảnh đầu nhìn về phía chân trời, người đó hiện đang ở đâu? Ở nơi nó có một tòa thành đổ nát nằm giữa hai ngọn núi phủ mây, một con sông nhỏ bao quanh tòa thành, bên bờ sông có trẻ con cười đùa bắt cá, trong thành khói bếp lượn lờ, mùi cơm thoang thoảng ra khắp nơi. Khung cảnh đẹp không sao tả xiết. Ở một nơi nào đó trong thành, một cô gái áo vải đang nhóm lửa trước bếp lò. Nàng ta ngồi xổm trước bếp lò, tay trái cầm một quyển sách cổ đọc say sưa, còn tay phải thì cầm một nhánh cây, thỉnh thoảng gảy củi trong lò. Không biết đọc được gì mà nàng ta che miệng lại cười, lúc này trong nồi bỗng nhiên bốc lên mùi cơm. Cô gái áo vải đặt sách xuống, vội vàng dập tắt lửa trong lò, sau đó cầm lấy cây thước bên cạnh rồi đi về phía xa ngoài thành. Trên đường phố, cô gái áo vải vừa dắt lửa, vừa chăm chú đọc quyển sách cổ trong tay, bước đi rất chậm. Trên đường đi liên tục có người chào hỏi cô gái áo vải, có thể thấy được nàng ta rất được yêu mến. Lúc này, một tiểu nha đầu chừng 7, 8 tuổi đột nhiên chạy tới trước mặt cô gái áo vải, cô bé ngửa đầu lên nhìn nàng ta, lanh lảnh hỏi tiên sinh, người sắp đi rồi đúng không ạ? Cô gái áo vải buông sách, cười khẽ, đúng vậy. Tiểu nha đầu túm chặt lấy ống tay áo nàng ta, đôi mắt to đầy vẻ không nỡ, tiên sinh, tiểu nha không nỡ xa người. Cô gái áo vải ngồi xổm xuống, nhìn cô bé cười hỏi, sao con biết ta sắp đi thế? Tiểu nha trả lời, hướng tiên sinh đi là ngoài thành, nhưng khi nãy tiên sinh đang nấu cơm, cơm vẫn chưa chín nữa kìa. Và lại tiên sinh dắt lửa theo, rõ ràng là định đi. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tiểu nha thôi, nhưng tiểu nha không ngờ tiên sinh sắp đi thật. Cô gái áo vải nhẹ nhàng sờ mũi tiểu nha, thông minh lắm. Tiểu nha cúi đầu xuống, nhỏ giọng, tiên sinh, người có về lại không ạ? Cô gái áo vải gật đầu, có. Nghe vậy, tiểu nha ngẩng đầu lên, vẻ buồn bã trên mặt lập tức biến mất, thật sao? Cô gái áo vải mỉm cười, thật, nhưng con không thể nói cho người khác biết ta sắp đi, có được không? Tiểu nha vội vàng gật đầu, vâng ạ. Như nghĩ tới điều gì đó, cô bé lại hỏi, tại sao tiên sinh phải đi vậy? Cô gái áo vải cười nhẹ, bởi vì tiên sinh phải đi tìm tiên sinh của tiên sinh. Tiểu nha chớp mắt, tiên sinh của tiên sinh. Cô gái áo vải nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha, đúng thế. Hãy nhớ, trong khoảng thời gian tiên sinh không ở đây, con phải chăm chỉ học hành, không được bỏ bê bài tập. Còn nữa, kể từ bây giờ, việc học của Ngưu Đản và những bạn khác giao cho con hết. Con phải đốc thúc chúng học tập chăm chỉ, biết không? Tiểu nha do dự, sau đó đáp, Ngưu Đản với mấy bạn khác không nghe lời con. Đặc biệt là Ngưu Đản, cậu ấy luôn làm trái lời của con. Cô gái áo vải nhếch môi cười dí dỏm, con thông minh như thế, con sẽ có cách thôi. Nói xong, nàng ta đứng dậy dắt lừa đi về phía xa. Ở đằng sau, tiểu nha đột nhiên quỳ xuống, kính cẩn thi lễ. Lúc này có một đám trẻ đi tới sau lưng tiểu nha, một tiểu nam hài trong số chúng lên tiếng hỏi, tiểu nha, tiên sinh định đi đâu vậy? Tiểu nha trả lời, tiên sinh muốn đi tìm tiên sinh của tiên sinh. Sau đó cô bé quay đầu lại nhìn đám trẻ, kể từ lúc này, các cậu phải học thật chăm chỉ, không được ham chơi nữa. Tiểu nam hài khịt mũi, tiểu nha, cậu nghĩ cậu là ai?
Dựa vào đâu chúng ta phải nghe lời cậu? Cậu! Lúc này, tiểu nha đột nhiên nhảy lên đá vào háng tiểu nam hài. Úi! Tiểu nam hài kêu đau, hai tay bợ háng quỳ xuống đất. Tất cả tiểu nam hài đứng bên cạnh đều không nhịn được che háng mình lại. Tiểu nha nhìn lướt qua đám trẻ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ai không phục thì bước ra. Cả đám trẻ vội vàng lắc đầu, đặc biệt là những nam hài kia, chúng biết tiểu nha không chỉ thích đọc sách mà còn thích đánh nhau. Đừng thấy cô bé nhỏ mà nghĩ yếu, thực ra cô bé đánh nhau rất giỏi. Tiểu nha phủi tay, sau đó nhìn tiểu nam hài còn nằm dưới đất rên rỉ. Cô bé bước tới trước mặt tiểu nam hài rõ ràng có vẻ sợ sệt, vội vã lùi về sau. Tiểu nha không đánh cậu ta nữa mà đỡ cậu ta dậy, sau đó lấy một xiên kẹo hồ lô đưa cho cậu bé ăn nè. Tiểu nam hài nhìn tiểu nha, hơi do dự. Tiểu nha hỏi, cậu đang giận phải không? Tiểu nam hài gật đầu theo bản năng, nhưng ngay sau đó vội vàng lắc đầu, không, không. Nói xong, cậu bé cầm kẹo liếm thử, rất ngọt, rất ngon, sau đó cậu ta cười, còn đắc ý cầm xiên kẹo hồ lô khoe với những đứa trẻ khác. Tiểu nam hài rất nhanh đã quên cú đá vừa rồi của tiểu nha, trở thành tay sai đắc lực trung thành nhất bên cạnh cô bé. Trước cửa thành, tiểu nha nhìn nơi xa, lẩm bẩm tiên sinh. Người nhất định phải về nhé. Nói xong, cô bé quay lưng rời đi. Trên cửa thành có một tấm biển cũ nát, trên biển được khắc hai chữ đã phai màu, luân hồi. Luân hồi thành. Nói chính xác hơn nơi này là cấm địa thứ tư của vũ trụ ngũ duy, bởi vì đây là nơi mà tiên tri từng xuất hiện cũng như là nơi hắn biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ai biết tiên tri xuất hiện khi nào, cũng không ai biết tiên tri biến mất khi nào. Hắn là một ẩn số. Tu La địa ngục. Lúc này hơi thở của Diệp Huyên đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ở bên cạnh, Diệp Liên vẫn lẳng lặng canh giữ. Thẩm Tinh Hà và Lưu Ung vẫn chưa đi, còn Trương Văn Tú thì không biết đã đi đâu mất. Diệp Liên yên lặng nhìn Diệp Huyên, hai tay nàng vẫn không buông hắn ra. Giờ phút này những chuyện đã xảy ra ở Thanh Thành cứ hiện lên trong đầu nàng. Trước khi quen Diệp Huyên, trong đời nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình thân. Bởi vì từ lúc được sinh ra, nàng đã phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Tu La địa ngục. Nơi đây giam cầm tử vong đại đế thì sao có thể không giam cầm Tu La tộc các nàng. Để hủy diệt Tu La địa ngục, nàng sử dụng bí thuật của Tu La tộc để vào luân hồi tìm tiên tri. Nhưng không ngờ nàng chưa tìm được hắn đã trở thành muội muội của Diệp Huyên. Chính người thanh niên này đã giúp nàng cảm nhận được tình thân, thứ mà nàng chưa bao giờ được cảm nhận. Vào lúc này, ngón tay Diệp Huyên đột nhiên nhúc nhích, Diệp Liên vội vàng nhìn hắn, ca. Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, đôi mắt của hắn vẫn còn đỏ tươi nhưng đã có chút tỉnh táo. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Liên, Liên Nhi. Nghe Diệp Huyên gọi, Diệp Liên lập tức cười. Đời này nàng rất ít khi cười. Diệp Huyên chậm rãi ngồi dậy, nhìn lướt qua chung quanh rồi hỏi, chúng ta đi khỏi Phệ Linh tộc rồi à? Diệp Liên gật đầu, đi rồi. Diệp Huyên cười, không sao thì tốt. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, ca, chuyện này huynh nghĩ sao? Nghĩ sao? Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức lạnh đi, giết chúng. Phệ Linh tộc nhằm vào hắn thì được, nhưng nhằm vào Diệp Liên thì không được. Lần này Phệ Linh tộc hợp sức với tử vong đại đế để nhằm vào Diệp Liên, suýt nữa giết được nàng, chuyện này sao hắn có thể nhẫn nhịn. Và lại Phệ Linh tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn và Diệp Liên. Nghe câu trả lời của Diệp Huyên, Diệp Liên khẽ gật đầu, giết chết chúng. Nói xong nàng đứng dậy, nhìn Tu La thứ trong tay mình, bây giờ muội cần làm hai việc. Việc thứ nhất là tìm được tử vong đại đế và những oan hồn ác quỷ bỏ trốn. Muội đã hứa với sư phụ rằng không để chúng trốn đi làm hại thế gian. Diệp Huyên hỏi, còn việc thứ hai? Diệp Liên đáp, đánh thức linh hồn Tu La. Đánh thức linh hồn Tu La. Thẩm Tinh Hà nheo mắt lại, Diệp Huyên không biết sự đáng sợ của Tu La thứ nhưng họ biết. Nếu linh hồn Tu La của Tu La thứ được đánh thức, thanh Tu La thứ này sẽ lập tức mạnh hơn cả thiên đao và trưởng thiên xích. Cộng thêm thực lực khủng khiếp của Diệp Liên. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Diệp Liên nhìn về phía cuối chân trời. Từ giờ đi thiết kỵ Tu La của Tu La tộc sẽ do huynh thống trị, ngoài họ ra Tu La quốc còn có 12 tử vệ Tu La. Muội đã yêu cầu họ về gấp,
lúc đó họ sẽ đi tìm huynh, tất cả đều do huynh chỉ huy. Sau đó nàng nhìn Diệp Huyên, coi chừng phệ linh tộc, đợi sau khi muội xong việc sẽ đến tìm huynh. Dứt lời, nàng lập tức biến thành một tia u quang biến mất ở phía cuối chân trời. Sau khi Diệp Liên đi, thống lĩnh của đội thiết kỵ Tu La đột nhiên bước tới trước mặt Diệp Huyên, quỳ một gối xuống, thuộc hạ Dạ Thu, bái kiến Diệp công tử. Những thiết kỵ Tu La đằng sau gã cũng lần lượt quỳ xuống. Diệp Huyên bảo, đứng lên đi. Tất cả họ đều đứng dậy. Sau cuộc chiến với phệ linh tộc, đội thiết kỵ Tu La chỉ còn lại 79 người, mất 21 người. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nhìn sang Thẩm Tinh Hà, lão Thẩm, theo ta biết, hình như bùa chú của chúng ta có thể tích hợp vào binh khí, đúng không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, có thể, nhưng việc này chúng ta không am hiểu, phải nhờ luyện khí tông mới được. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, thế này thì sao, chúng ta vẽ một lô bùa cam hoàn mỹ, sau đó nhờ luyện khí tông tích hợp chúng vào binh khí. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn những thiết kỵ Tu La, cho họ. Diệp Huyên gật đầu, có được không? Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta có cách này, đó là không chỉ thêm bùa chú vào vũ khí cho họ, còn có thể thêm bùa cam loại phòng ngự hoàn mỹ vào giáp của họ. Diệp Huyên trầm giọng, như vậy sẽ cần rất nhiều bùa, hơn nữa có thể phải chế tạo trang bị lại cho họ. Thẩm Tinh Hà cười, Phù Văn Tông chúng ta chẳng có gì ngoài tiền cả. Nhiều lắm. Diệp Huyên. Lưu Ung cũng cười nói, tiểu sư tổ hoàn toàn có thể yên tâm về chút tiền ấy. Với tài lực của Phù Văn Tông, chúng ta có thể trang bị tận răng cho họ, hơn nữa tất cả còn dùng trang bị và bùa chú cao cấp nhất. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể nhờ luyện khí tông chế tạo riêng cho họ vài món trang bị cực phẩm, ngoài ra chúng ta còn có thể nhờ luyện đan tông luyện chế vài viên đan dược cực phẩm cho họ, để họ tăng cao thực lực của bản thân. Diệp Huyên hơi chần chừ. Bởi vì đội thiết kỵ Tu La không phải binh lính của Phù Văn Tông, và lại hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa thiết kỵ Tu La đến và trở thành một phần của Phù Văn Tông, dù sao đây cũng là người của Diệp Liên. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, Lưu Ung cười bảo, tiểu sư tổ đừng lo, hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một thuyền với nữ đế Tu La, Phù Văn Tông chúng ta sẽ không tính toán chút lợi ích còn con ấy. Thật ra lúc này Phù Văn Tông đang vui mừng. Phải biết rằng tuy Phù Văn Tông cũng được coi như thế lực lớn ở vũ trụ ngũ duy, nhưng bản thân họ vẫn chưa đủ sức chiến đấu, vì Diệp Huyên nên bản thân Phù Văn Tông đã có rất nhiều kẻ địch tiềm tàng, bây giờ có thêm phệ linh tộc, trong tình huống này có thể liên minh với Tu La Địa Ngục không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đối với Phù Văn Tông. Một nữ đế Tu La đủ để trấn áp vô số người. Nghe Lưu Ung nói vậy, Diệp Huyên gật đầu, nhìn sang Dạ Thu ở trước mặt, Dạ thống lĩnh. Dẫn tất cả mọi người Tu La Địa Ngục theo ta đi đến Phù Văn Tông. Dạ Thu ôm quyền, tuân lệnh. Nói xong, hắn ta quay lưng rời đi. Tu La Địa Ngục không chỉ có đội thiết kỵ Tu La như họ mà còn có những cao thủ khác, có điều thiết kỵ Tu La là người mạnh nhất. Lúc này, A Thiên và A Địa đi tới trước mặt Diệp Huyên, A Thiên nhìn hắn, chủ nhân bảo hai chúng ta đi theo cậu. Diệp Huyên gật đầu, đi theo ta đến Phù Văn Tông. A Thiên gật đầu, đã biết. Giờ coi như họ đã biết được địa vị của Diệp Huyên trong lòng Diệp Liên. Quan trọng không gì sánh bằng. Một lát sau, Diệp Huyên dẫn mọi người đi đến Phù Văn Tông. Chấm chấm chấm. Trích Tiên Thành. Bên bờ sông ở một nơi nào đó trong thành, Lý Mộ Bạch bước ra từ trong nhà tranh, lão ta đi ra ngồi bên bờ sông, sau đó lấy cần câu bắt đầu câu cá. Lý Tịch Quân kính cẩn đứng bên cạnh lão ta. Một lúc lâu sau, chiếc cần câu trong tay Lý Mộ Bạch run lên, nhưng lão ta không quan tâm, Lý Tịch Quân đứng bên cạnh gọi, thúc phụ. Lý Mộ Bạch bảo, phệ linh tộc xuất hiện. Lý Tịch Quân hơi tò mò, là phệ linh tộc năm đó suýt hủy diệt cả vũ trụ ngũ duy sao? Lý Mộ Bạch gật đầu. Lý Tịch Quân trầm giọng, họ vừa hiện thân đã nhằm vào nữ đế Tu La, tham vọng rất lớn. Nhưng thực lực của họ giờ đây chắc không thể hủy diệt được cả vũ trụ ngũ duy. Lý Mộ Bạch lắc đầu, cháu đã đánh giá thấp họ rồi. Lý Tịch Quân nhìn Lý Mộ Bạch, xin thúc phụ chỉ bảo cho. Lý Mộ Bạch cười, Tịch Quân, cháu có biết tại sao ta lại đánh giá cao Diệp Huyên không? Lý Tịch Quân trả lời, hắn rất mạnh. Lý Mộ Bạch lắc đầu, Tịch Quân, thiên phú của cháu không kém hắn, thực lực của cháu cũng không thua gì hắn, nhưng cháu có một thứ không bằng hắn, đó là lòng can đảm và khí phách.
Lý Tịch Quân im lặng. Lý Mộ Bạch lại nói, khi đối mặt với ta, hắn không kiêu ngạo cũng như tự ti, còn khi cháu đối mặt với ta thì rất kính trọng, nhưng kính trọng quá, đến mức đánh mất bản thân. Lý Tịch Quân kính cẩn thi lễ, thúc phụ, cháu đang có việc cần nói với người, cháu muốn ra ngoài trải nghiệm. Lý Mộ Bạch nhìn Lý Tịch Quân, Lý Tịch Quân nói tiếp, ở bên cạnh thúc phụ, cháu cảm thấy có rất nhiều hạn chế, điều này không phải chuyện tốt đối với cháu, nên cháu muốn ra ngoài trải nghiệm, có lẽ cháu sẽ gặt hái được những thứ khác. Lý Mộ Bạch gật đầu, ý tưởng của cháu rất tốt. Nói xong, lão ta nhìn về phía cuối chân trời. Nay phệ linh tộc lại hiện thân, thế giới này sẽ không được yên bình, đương nhiên cùng với đó sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ ngộ. Cháu đi trải nghiệm là một chuyện tốt đối với cháu. Lý Tịch Quân kính cẩn thi lễ, thúc phụ bảo trọng. Nói xong, y xoay người rời đi. Lúc này, một thanh đao bọc vải trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Tịch Quân. Y ngạc nhiên, thúc phụ, đây là thiên đao, người có ý gì? Lý Mộ Bạch tiếp lời, ta vẫn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp để đưa nó cho cháu, bây giờ thời cơ đã đến. Lý Tịch Quân lắc đầu, thúc phụ, đao này là... Lý Mộ Bạch cười, từ nhiều năm trước thúc phụ của cháu đã không cần ngoại vật này nữa. Đao này đối với ta chẳng khác gì một thanh gỗ, nhưng ở trong tay cháu nó lại khác. Đừng rông dài, nhận lấy đi. Lý Tịch Quân không lưỡng lự nữa, y nhận lấy thiên đao, sau đó lại kính cẩn thi lễ, thúc phụ, bảo trọng. Dứt lời, y quay lưng rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối tầm mắt của Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch rời mắt nhìn về phía con sông nhỏ. Lúc này có một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh lão ta, ông ta nhìn con sông, cười nói, thích thật đấy. Lý Mộ Bạch lạnh nhạt, sau 3 giây, nếu ngươi còn đứng ở đây, tin ta, đầu ngươi nhất định sẽ rời khỏi cổ. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười, ông biết ông không giết được ta mà. Lý Mộ Bạch nhìn người đàn ông trung niên, vậy thì thử xem. Người đàn ông trung niên cười đáp, nghe ta nói một câu đã, nếu ông không động tâm. Ta sẽ đi ngay và không đến làm phiền nữa. Ông ta nhìn ngôi nhà tranh, sau đó nói, trong phệ linh tộc ta có một cấm thuật bí ẩn, cấm thuật hồi hồn. Cấm thuật này có năng lực nghịch thiên, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, có một sợi hồn hoặc một sợi phách là có thể sử dụng nó để giúp người ta sống lại. Nghe vậy, chiếc cần câu trong tay Lý Mộ Bạch đột nhiên vỡ thành hư vô. Người đàn ông trung niên cười, nếu ông đồng ý. Hiện tại cường giả trong tộc ta có thể thi triển cấm thuật này cho người thương của ông sống lại ngay. Lý Mộ Bạch ngồi lặng lẽ bên bờ sông, lão ta im lặng một lúc rất lâu. Người đàn ông trung niên bên cạnh lão ta vẫn giữ vẻ tươi cười, ông ta không nói gì nữa mà chỉ chờ đợi. 6 đại cường giả là chướng ngại vật lớn nhất của phệ linh tộc chưa từng nghĩ đến việc diệt trừ 6 đại cường giả. Có thể diệt trừ thì phải diệt trừ. Có thể mượn sức cũng phải mượn sức. Vì nếu 6 người này cùng đối địch với phệ linh tộc không thể chống lại được. Lúc này, Lý Mộ Bạch đột nhiên lắc đầu, ta muốn nàng ấy sống lại, nhưng nàng nhất định không muốn ta trở thành tôi tớ của kẻ khác. Người đàn ông trung niên tiếp lời ngay, 2 lần. Ông ta nhìn Lý Mộ Bạch, ra tay giúp tộc ta 2 lần, sau 2 lần, các hạ với chúng ta không ai nợ ai nữa. Lý Mộ Bạch nhìn người đàn ông trung niên. Ông ta cười, đương nhiên, nếu các hạ vẫn không đồng ý cũng không sao cả, phệ linh tộc cũng không muốn làm địch với các hạ. Bên bờ sông, Lý Mộ Bạch trầm tư suy nghĩ. Người đàn ông trung niên lại nói, càng cứu sớm, hy vọng càng lớn. Lúc này, chiếc cần câu trong tay Lý Mộ Bạch run lên. Cá đã mắc câu, nhưng Lý Mộ Bạch vẫn không nhúc nhích. Chấm chấm chấm. Phù Văn Tông. Sau khi dẫn các cường giả tu la tộc đến Phù Văn Tông, Diệp Huyên lập tức bắt đầu vẽ Phù Văn. Bởi vì những cường giả đã đến Phù Văn Tông đều vì lệnh treo thưởng mà hắn ban bố trước đây. Những người này đều không yếu, đều sẵn sàng ra tay giúp hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là cần bùa. Bùa cam hoàn mỹ không cần hắn vẽ, các cường giả hàng đầu Phù Văn Tông có thể làm hết, hắn chỉ cần vẽ bùa 7 sắc là được, bởi vì trước mắt chỉ có hắn mới có thể vẽ bùa 7 sắc. Tất cả phù sư của Phù Văn Tông cũng đang điên cuồng vẽ phù văn, hiện tại có thể nói Phù Văn Tông muốn trang bị tận răng cho những kỵ binh tu la kia bằng được. Khoảng 5 ngày sau, Diệp Huyên ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình, trông hắn rất mệt mỏi, mặt mũi hơi tái nhợt. Lúc này Thẩm Tinh Hà vội vàng đi tới, tiểu sư tổ,
cậu không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu rồi xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn có 3 lá bùa 7 sắc. Trong vòng 5 ngày, hắn vẽ được tổng cộng 3 lá bùa 7 sắc. Không phải hắn không muốn vẽ thêm mà là vẽ bùa 7 sắc thực sự rất mệt, hơn nữa vẽ bùa 7 sắc còn cần một thứ, đó chính là vật liệu. Cần rất rất nhiều vật liệu quý hiếm. Cũng nhờ Phù Văn Tông dầu nứt đố đổ vách, nếu không thì hắn không vẽ được một lá nào cả. Như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, khí hỗn độn xuất hiện trong tay hắn. Vừa nhìn thấy khí hỗn độn, Thẩm Tinh Hà lập tức biến sắc. Khí hỗn độn. Đây là thứ quan trọng nhất để vẽ bùa 7 sắc. Diệp Huyên nhìn lướt qua chung quanh, sau đó nhỏ giọng, lão Thẩm, ta muốn khí hỗn độn này sinh trưởng ở Phù Văn Tông, để tất cả mọi người đều có thể hấp thu nó. Thẩm Tinh Hà nghe vậy thì sững sờ, sau đó ông ta vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thể, đây là... Diệp Huyên lắc đầu, có khí hỗn độn, các ông cũng có cơ hội vẽ bùa 7 sắc, những người còn lại trong tông môn có cơ hội vẽ được bùa hoàn mỹ cao hơn. Tất nhiên, nguồn khí hỗn độn này còn khá nhỏ, không thể hấp thu một cách không điều độ, do đó chúng ta cần nuôi dưỡng nó, biến nó thành nguồn linh mạch khí hỗn độn, chỉ có cách này mới có thể tạo phúc cho các đời sau của Phù Văn Tông chúng ta. Vẻ mặt Thẩm Tinh Hà hơi phức tạp, không thể không nói lúc này trong lòng ông ta rất phức tạp, bởi vì ông ta không ngờ Diệp Huyên sẽ giao khí hỗn độn ra. Phải biết rằng nguồn khí hỗn độn này có thể nói là khí hỗn độn cuối cùng của vũ trụ ngũ duy. Mức độ quý giá của nó không thể đo lường bằng bất cứ thứ gì được. Lúc này, ông ta nhớ đến lời của Lưu Ung. Diệp Huyên không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Phù Văn Tông đối xử tốt với hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà ngừng suy nghĩ, nhìn Diệp Huyên, tiểu sư tổ, cậu giao khí hỗn độn này ra, còn cậu phải làm sao? Diệp Huyên cười, hiện tại cơ thể của ta đã ngập tràn khí hỗn độn. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà mới hiểu. Khí hỗn độn đã ở trong cơ thể Diệp Huyên lâu như thế, có thể nói hiện tại cơ thể của hắn tương đương với nguồn khí hỗn độn. Dĩ nhiên mất khí hỗn độn cũng có ảnh hưởng đến hắn, chẳng hạn như nếu ra khỏi Phù Văn Tông, tuy hắn cũng có thể vẽ bùa 7 sắc, nhưng không thể sử dụng không có hạn chế như trước đó. Nhưng hắn không hề hối hận. Người khác đối xử tốt với hắn, chắc chắn hắn cũng đối xử tốt với người khác. Khi nguồn khí hỗn độn xuất hiện ở Phù Văn Tông, cả Phù Văn Tông trở nên xôn xao. Phù Văn Tông rất giàu nhưng không mua được khí hỗn độn, chính vì khí hỗn độn này khiến vô số cường giả Phù Văn Tông không thể vẽ bùa 7 sắc, từ đó tiếc nuối suốt đời. Nhưng giờ đây, Phù Văn Tông đã có khí hỗn độn. Tin rằng không bao lâu nữa, thực lực tổng thể của Phù Văn Tông trong tương lai sẽ được tăng vọt. Khi biết khí hỗn độn do Diệp Huyên đóng góp, trong lòng các trưởng lão của Phù Văn Tông cũng trở nên hơi phức tạp, tất nhiên đa phần là mừng rỡ và vui vẻ. Họ coi Diệp Huyên như người nhà, Diệp Huyên cũng coi mình như một thành viên của Phù Văn Tông. Ban đầu họ hơi lo lắng, bởi vì Diệp Huyên vào Phù Văn Tông giữa chừng, họ sợ Diệp Huyên không có cảm giác thuộc về Phù Văn Tông, nhưng bây giờ xem ra là do họ quá lo lắng rồi. Sau khi tạm biệt Thẩm Tinh Hà, Diệp Huyên đi đến sân của An Lan Tú và Liên Vạn Lý. Hai người đang bế quan tu luyện. Lúc này Lưu Ung xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta lên tiếng, các nàng đúng là bậc kỳ tài kiệt xuất. Diệp Huyên cười, như nào? Lưu Ung trả lời, họ lên cấp quá nhanh. Cách đây không lâu họ đã đạt tới âm dương cảnh, lần này bế quan, nếu ra ngoài thì e rằng sẽ đạt đến sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh. Nét mặt Diệp Huyên khẽ biến. Mặc dù hắn đã đạt tới sinh tử cảnh nhưng cũng nhờ dựa vào huyết mạch của mình và cắn nuốt kiếm của phệ linh tộc. Còn An Lan Tú và Liên Vạn Lý không có kỳ ngộ gì lớn, hai người họ thực sự dựa vào thiên phú của mình. Về mặt thiên phú, họ không thua gì hắn, đương nhiên cũng phải tính đến sự trợ giúp của Phù Văn Tông. Phải biết rằng họ gần như muốn gì được đó khi ở Phù Văn Tông. Nếu không có sự trợ giúp của Phù Văn Tông, họ không thể lên cấp nhanh như vậy. Như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên lại hỏi, còn tiểu thất thì sao? Lưu Ung trầm giọng, nàng ta càng đáng sợ hơn nữa. Bây giờ nàng ta đã đạt tới sinh tử cảnh, và lại hình như kiếm đạo của nàng ta sắp đột phá rồi. Kiếm đạo đột phá? Diệp Huyên ngạc nhiên, kiếm đạo đột phá, cảnh giới kiếm đạo gồm giản, hư, chân, minh, phá, phàm. Ở vũ trụ tứ duy, kiếm đạo của tiểu thất đã ở phá cảnh,
bây giờ đột phá, chẳng lẽ nàng ta sắp đạt đến phàm cảnh trong truyền thuyết? Phàm cảnh. Hiện tại cảnh giới của hắn chỉ mới ở phá cảnh, hắn cần phải cố gắng hơn. Diệp Huyên không làm phiền ba người họ, đang định đi thì Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cô bé chớp mắt, sau đó xòe tay, trong tay cô bé có một viên kim đan màu vàng. Đan. Diệp Huyên sửng sốt. Lưu Ung kinh ngạc thốt lên, đây là kim đan tu di trong truyền thuyết. Tiểu Linh Nhi nhìn Lưu Ung, đầu nhỏ vội vàng gật xuống. Thấy thế, yết hầu của Lưu Ung cuộn lên xuống, tay ông ta hơi run, đây thật sự là kim đan tu di. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, kim đan tu di này rất quý sao? Lưu Ung cười gượng, đâu chỉ quý, là cực kỳ quý, độ quý của nó không thua gì bùa bảy sắc. Hơn nữa, đã mấy nghìn năm rồi luyện đan tông chưa có ai luyện chế được đan dược cực phẩm này. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm giật mình, quý thế ư? Lưu Ung gật đầu, vô cùng quý. Đan này tên là tu di, nó có một tác dụng rất nghịch thiên, đó là sau khi ăn đan này, người ăn có thể đạt được lực lượng tu di. Mà lực lượng tu di này. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, lực lượng tu di là một lực lượng rất kỳ diệu, còn tác dụng chân chính của nó thì ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn Liên Thiển cô nương bên cạnh cậu biết. Lúc này Liên Thiển đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn viên kim đan kia, Tiểu Linh Nhi đã luyện chế ra nó. Tiểu Linh Nhi cười đắc ý, trông rất vui vẻ. Liên Thiển nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, tu di là một vật chất năng lượng, năm đó chủ nhân từng nghiên cứu nó, người nói một lượng tu di nhỏ có thể chứa cả hàng nghìn, hàng chục nghìn vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, mơ hồ vậy sao? Liên Thiển lắc đầu, chủ nhân chưa bao giờ nói bừa. Muốn vào không gian duy độ 4 tầng nhất định phải nắm giữ được lực lượng tu di. Chỉ khi nắm giữ nó mới có thể chân chính tiến vào không gian duy độ 4 tầng trong truyền thuyết. Đương nhiên, có một số người có thể sử dụng cách đặc biệt để vào không gian 4 tầng, nhưng họ chỉ có thể vào tạm thời, hơn nữa còn có khác biệt rất lớn so với cách vào không gian 4 tầng chân chính. Nàng ta cầm viên kim đan kia lên, nếu người nuốt viên kim đan này, người sẽ có được một lượng nhỏ lực lượng tu di, lúc đó người có thể dựa vào chút lực lượng tu di này để tiến vào chiều không gian 4 tầng tạm thời. Tất nhiên thời gian sẽ không được lâu lắm, và lại một viên kim đan chỉ có thể giúp ngươi vào nhiều nhất một lần. Còn nữa, viên kim đan này quý hơn bùa bảy sắc của các ngươi nhiều, do đó để luyện chế kim đan tu di nhất định phải có huyền khí mạnh hơn lực lượng tu di, ngay cả khí hỗn độn cũng không thể luyện chế ra loại thần đan này. Nàng ta nhìn Tiểu Linh Nhi, tiểu nha đầu, người luyện chế bằng khí gì vậy? Diệp Huyên và Lưu Ung đồng loạt nhìn sang Tiểu Linh Nhi, cô bé xòe tay ra. Một luồng tử khí xuất hiện trong tay cô bé. Tử khí. Vẻ mặt của Lưu Ung lập tức trở nên nghiêm túc, đây là khí gì? Tiểu Linh Nhi giòn giã đáp, bạch, cho ta. Bạch, Lưu Ung nhíu mày, đang định nói thì Diệp Huyên lên tiếng trước, là một sợi lông của con vật màu trắng, Lưu lão hẳn là không biết. Lưu Ung khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ông ta nhìn luồng tử khí kia bằng ánh mắt đầy tò mò. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi, cười hỏi, người còn loại khí này không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó gật đầu, còn. Diệp Huyên bước tới trước mặt Tiểu Linh Nhi rồi ngồi xổm xuống, người luyện chế riêng cho ta sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, đúng vậy. Trong lòng Diệp Huyên dâng lên một dòng nước ấm, hắn nắm chặt lấy tay nhỏ của Tiểu Linh Nhi, cảm ơn. Tiểu Linh Nhi do dự một lát, sau đó hỏi, ta có thể gọi ngươi là ca ca không? Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên có thể. Tiểu Linh Nhi cười ngọt ngào, ca. Trong suy nghĩ của Tiểu Linh Nhi, cô bé luôn coi Diệp Huyên như ca ca của mình. Tiểu Linh Nhi không phải con người, cô bé không tin tưởng vào con người, tất nhiên là ngoại trừ Diệp Huyên. Bởi vì sau khoảng thời gian sống chung lâu dài, cô bé đã coi hắn như người thân thiết nhất. Cô bé cũng muốn gọi Diệp Huyên là ca ca giống Diệp Liên, không có nguyên nhân nào cả. Chỉ đơn giản là muốn thôi. Sau khi Diệp Huyên đồng ý, cô bé rất vui vẻ. Diệp Huyên bế Tiểu Linh Nhi lên, hôn nhẹ lên trán cô bé. Hắn cũng rất vui vẻ, đương nhiên vẫn đau lòng nhiều hơn. Trong khoảng thời gian qua, tiểu nha đầu này ở trong tháp giới ngục chắc chắn đã chịu khổ nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Linh Nhi, hỏi khẽ, đừng vất vả quá, biết không?
Tiểu Linh Nhi chớp mắt, giúp huynh. Diệp Huyên cười, giúp huynh thì được, nhưng không được mệt quá, được không nào? Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó cô bé đột nhiên tựa vào vai Diệp Huyên rồi ngáp, buồn ngủ. Nói xong, hai mắt của cô bé từ từ nhắm lại. Để luyện chế đan tu di, cô bé đã không nghỉ ngơi một thời gian dài. Diệp Huyên hơi đau lòng, tiểu nha đầu này nhất định đã kiệt sức rồi. Hắn nhẹ nhàng bế Tiểu Linh Nhi, không làm phiền cô bé nữa. Tiểu Linh Nhi cứ thế ngủ thiếp trên vai Diệp Huyên. Lưu Ung đứng một bên nhìn Tiểu Linh Nhi với vẻ mặt kỳ lạ. Bản thân Diệp Huyên là thần phù sư, bây giờ lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt luyện đan. Địa vị của luyện đan tông ở vũ trụ ngũ duy không hề thấp hơn phù văn tông. Hơn nữa, nếu để luyện đan tông biết sự tồn tại của Tiểu Linh Nhi, cả luyện đan tông chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Một lát sau, Diệp Huyên đưa Tiểu Linh Nhi vào trong tháp giới ngục. Như nghĩ tới việc gì đó, Diệp Huyên đi lên tầng 9. Hắn vẫn luôn tò mò về thân phận của tầng 9. Có thể bị nhốt ở tầng 9 chắc chắn không phải người thường. Trước cửa tháp tầng 9, Diệp Huyên nhỏ giọng gọi, tiền bối. Không ai trả lời. Diệp Huyên đang định đi thì có một giọng nói vang lên từ phía sau cửa, việc gì? Diệp Huyên dừng bước, cười hỏi, tiền bối, người có thể ra ngoài không? Tầng 9 đáp, tạm thời không thể. Diệp Huyên im lặng. Tầng 9 đột nhiên nói, ngươi yên tâm, ta không có định ý với ngươi, cũng sẽ không cướp tháp nhỏ của ngươi. Diệp Huyên ngạc nhiên, tại sao? Tầng 9, vì ngươi có nhiều người chống lưng, ta đánh không lại. Diệp Huyên. Tầng 9 nói tiếp, ta có một đề nghị nhỏ. Diệp Huyên bảo, mời tiền bối nói. Tầng 9, ngươi có nhiều người chống lưng. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi được an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là bây giờ ngươi đang đối đầu với phệ linh tộc, tộc này mạnh hơn ngươi tưởng. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối biết về phệ linh tộc. Tầng 9, biết rất rõ, dù sao ta cũng có qua lại với họ nhiều lần. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng họ thực sự không đơn giản. Nếu trước kia không nhờ tiên tri xuất hiện thì giờ đây vũ trụ ngũ duy chỉ còn lại phệ linh tộc. Diệp Huyên hỏi. Họ có đánh thắng được cô gái váy trắng không? Tầng 9 im lặng một hồi mới nói, nếu ngươi còn nói chuyện kiểu đó thì ta không nói nữa. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, ta chỉ tò mò thôi. Tầng 9, rốt cuộc cô gái váy trắng sau lưng ngươi mạnh cỡ nào vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng phệ linh tộc cũng thật sự không yếu, năm đó họ là tộc đứng đầu vũ trụ ngũ duy, tuy lúc đó bị tiên tri đánh trọng thương, nhưng theo ta được biết, cao thủ nòng cốt của họ vẫn còn sống. Nhưng giờ tiên tri đã biến mất, họ lại hiện thân, vũ trụ ngũ duy sẽ hứng chịu thêm một kiếp nạn nữa. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, tiên tri còn nhân từ quá. Tầng 9, không phải hắn nhân từ, người cũng biết khi đó hắn cũng muốn tiêu diệt cả phệ linh tộc, bởi vì sự uy hiếp của tộc này quá lớn. Nhưng lúc ấy phệ linh tộc có hơn 100 triệu người, bảo ngươi tàn sát 100 triệu người, mà trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, ngươi có thể làm được không? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, có bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Tầng 9 khẽ thở dài, thiếu niên, người có lòng nhân từ cũng không phải chuyện gì xấu. Giống như ngươi, nếu không phải lúc đó ngươi có lòng nhân từ cứu cô bé luyện đan kia, thì bây giờ sao ngươi có thể có được thần vật như đan tu di? Cả muội muội Diệp Liên của ngươi nữa, nếu không phải trước đây ngươi đối xử thật lòng với nàng. Coi nàng còn quan trọng hơn mạng sống, bây giờ sao nữ đế Tu La có thể gọi ngươi một tiếng, ca. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tất nhiên đi cùng với đó sẽ là cái ác. Mọi thứ đều có hai mặt, mỗi việc ngươi làm đều có nguyên nhân, việc này là việc thiện, sau này có lẽ sẽ gặp thiện quả. Ngươi làm việc ác, tương lai sẽ gặp ác quả. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, nhiều lúc chúng ta làm việc tốt chưa chắc sẽ nhận được thiện quả, không phải sao? Tầng 9, đây là chuyện không xác định, cũng là chỗ kỳ diệu của thế giới này. Bởi vì từ nơi xa xăm nào đó, mọi thứ dường như đã được định sẵn, nhưng thực ra không phải, kết cục chưa được định ra trước. Như với một người thường, hắn xuất thân kém nhưng không có nghĩa là hắn không thể thay đổi số phận của mình. Điều ta muốn nói với ngươi là ngươi có thể bình yên đi đến bây giờ không phải dựa vào sự tàn nhẫn của ngươi, chính cái thiện nhân mà ngươi gieo đã tạo nên thiện quả hiện giờ. Nhân quả. Diệp Huyên lắc đầu, hai chữ này quá mơ hồ. Như nghĩ tới gì đó,
Diệp Huyên nhìn về phía trước mặt, tiền bối cũng là một nhân vật khó lường ở vũ trụ ngũ duy đúng không? Tầng 9 cười, chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, không đáng nhắc tới. Diệp Huyên lắc đầu, tin được mới lạ. Nhưng hắn không hỏi thêm gì, lập tức ôm quyền rồi quay lưng rời đi. Vừa ra khỏi tháp giới ngục, 12 cao thủ mặc giáp sắt đen, tay cầm trường đao đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. 12 tử vệ Tu La. Thực lực của 12 người này còn cao hơn thiết kỵ Tu La, là lính tinh nhuệ trong số các lính tinh nhuệ của Tu La Quốc. Nhìn thấy Diệp Huyên, 12 người đều quỳ một gối xuống. Họ không dám khinh suất trước mặt Diệp Huyên, bởi vì họ biết rõ địa vị của hắn trong lòng nữ đế Tu La. Diệp Huyên nhìn 12 người, sau đó bảo, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ đi theo ta, chờ lệnh của ta bất cứ lúc nào. 12 người đồng loạt gật đầu, tuân lệnh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đó là hướng của Phệ Linh tộc, hắn biết tiếp theo Phệ Linh tộc nhất định sẽ tung chiêu lớn. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người rời đi, hắn về phòng của mình. Trong phòng, Diệp Huyên lấy hết tất cả bảo vật của mình ra. Kiếm Thiên Chu, kiếm Trấn Hồn, bút Chư Thiên, kính Vạn Duy, thư giới và ấn Hư Linh do Lý Mộ Bạch tặng cho hắn. Đây là những món bảo vật hiện giờ hắn có thể sử dụng, còn Trảm Tiên kiếm hổ đã quá hạn. Một lát sau, Diệp Huyên cất tất cả bảo vật vào rồi xòe tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn. Nhìn tháp giới ngục, Diệp Huyên trầm ngâm suy nghĩ. Giao tháp ra. Nếu là trước kia, hắn sẽ không ham mê món bảo vật này, nhưng bây giờ hắn sẽ không tùy tiện giao nó ra. Bởi vì nó coi hắn như bạn bè. Đạo tắc. Nhất định phải làm tất cả đạo tắc quay lại vị trí cũ. Diệp Huyên đang định nói thì Liên Thiển đã lên tiếng, ta biết ngươi đang nghĩ gì, Viêm Già và A Việt đã tìm được đại tỷ, nhưng tạm thời vẫn chưa có tung tích của những đạo tắc còn lại. Việc cấp bách của ngươi bây giờ không phải đạo tắc, bởi vì các nàng chưa chắc đều nghe theo lệnh của ngươi. Việc ngươi cần làm hiện tại là giúp tháp này khôi phục linh trí hoàn toàn. Nếu nó có thể khôi phục linh trí hoàn toàn sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Hơn nữa 9 đạo tắc tập hợp phải nghe theo tháp này mới có thể phát huy được uy lực chân chính. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa có năng lực thôi động 9 đạo tắc. Diệp Huyên trầm giọng, phải làm thế nào mới có thể giúp nó khôi phục hoàn toàn? Liên Thiển đáp, thư viện. Diệp Huyên nhíu mày, đến thư viện Vạn Duy. Liên Thiển gật đầu, trong thư viện Vạn Duy có khu thánh địa tên là Học Hải, chỉ có cách đặt nó vào chỗ sâu nhất trong Học Hải mới có thể chữa trị cho nó. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta đi tìm Trương Văn Tú. Nói xong, hắn cất tháp giới ngục, sau đó rời khỏi Phù Văn Tông. Diệp Huyên vừa ra khỏi Phù Văn Tông thì có một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên nhìn ông ta các hạ là. Ông lão thi lễ, lão phu là Huyền Thiên Sách, tông chủ Thiên Sách Tông. Thiên Sách Tông. Đây chính là tông chủ Thiên Sách Tông, người đã giúp phủ chủ Trần Thiên của Thư viện Vạn Duy truy nã Diệp Liên. Diệp Huyên lắc đầu, không quen. Huyền Thiên Sách trầm giọng, Diệp thần sư, ta có vài tin tức có lẽ sẽ có ích cho cậu. Diệp Huyên nhìn Huyền Thiên Sách, tin tức gì? Ông ta trả lời, theo ta điều tra, người của Phệ Linh tộc đã đến Trích Tiên Thành. Trích Tiên Thành. Diệp Huyên cau mày, họ đi tìm Lý Mộ Bạch. Huyền Thiên Sách gật đầu, không chỉ đi tìm Lý Mộ Bạch mà còn đến Vô Tận Chi Địa. Vô Tận Chi Địa. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đó là nơi nào? Huyền Thiên Sách đáp, Vô Tận Chi Địa nằm ở cực nam, nơi đó có Thái Cổ Tộc. Thái Cổ Tộc. Diệp Huyên bảo, các hạ nói cụ thể hơn xem. Lúc này Liên Thiển xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn lướt qua Huyền Thiên Sách rồi nói, để ta nói cho. Thái Cổ Tộc từng là một siêu đại tộc, năm đó sau khi Phệ Linh Tộc biến mất đã xuất hiện 3 siêu đại tộc, Thái Cổ Tộc là tộc đứng đầu, ngoài ra còn có Tả Linh Tộc và Dị Tộc. Vào lúc ấy, khi tiên sinh còn sống, Thư viện Vạn Duy là thế lực lớn nhất thời đó, sau Thư viện Vạn Duy là 3 tộc này với Thiền Tông, Giáo Tông và Võ Quốc Bí Ẩn. Diệp Huyên hỏi, Thiền Tông, Giáo Tông, Võ Quốc, Liên Thiển gật đầu, 2 tông môn này đều rất bí ẩn. Năm đó khi chủ nhân chưa xuất hiện thì họ đã có tiếng rồi, hơn nữa giáo đồ còn phân bố khắp thiên hạ, thế lực cực kỳ lớn. Nhưng sau khi chủ nhân xuất hiện, họ hoàn toàn ẩn nấp. Sau đó từ từ biến mất khỏi tầm mắt người đời. Còn Võ Quốc, thì cùng thời đại với Tu La Quốc, khi đó có 2 đội kỵ binh rất mạnh,
lần lượt là Thiết Kỵ Tu La và Kỵ Binh Táng Thần. Đội Kỵ Binh Táng Thần này chính là kỵ binh của Võ Quốc. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Kỵ Binh Tu La đứng thứ hai, còn Kỵ Binh Táng Thần đứng thứ nhất. Diệp Huyên còn mạnh hơn Kỵ Binh Tu La một chút. Liên Thiển lắc đầu, không phải mạnh hơn một chút mà là rất nhiều, có thể nói 10 kỵ binh Táng Thần có thể tàn sát cả đội kỵ binh Tu La. Năm đó, sở dĩ quốc chủ Tu La quốc muốn giết nhiều người để luyện tà công cũng bởi vì sự uy hiếp của Võ Quốc với Tu La quốc quá lớn. Vào thời đại ấy, kỵ binh Táng Thần mà xuất hiện thì chẳng ai dám đánh lại cả. Diệp Huyên hỏi, tại sao bây giờ họ không có động tĩnh gì nữa? Sau một lúc im lặng, Liên Thiển trả lời, vì họ đã bị chủ nhân trấn áp. Năm đó, hễ ai không muốn nói lý với chủ nhân hầu như đều bị trấn áp. Diệp Huyên. Kinh khủng quá. Đây là cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyên. Có sức mạnh trong tay, ta muốn nói phải trái thế nào, thiên hạ đều phải nghe theo. Ngược lại, nếu chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù ta chiếm lý thì có ai nguyện ý lắng nghe. Diệp Huyên hiểu rất rõ điều này. Năm ấy, Thư viện Vạn Duy sở dĩ có thể thiết lập trật tự cho vũ trụ ngũ duy không phải vì tiên tri có lý lẽ, mà là vì hắn sở hữu sức mạnh vô ngần. Mà hiện giờ, tiên tri đã biến mất, có ai lại muốn nói lý với Thư viện Vạn Duy nữa đây? Nòng cốt của lý lẽ chính là nắm đấm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bỗng nhớ tới cô gái váy trắng mạnh đến không có thiên lý đó. Lý lẽ à? Hắn chưa từng thấy nàng nhiều lời với ai. Kiếm của nàng chính là lý lẽ. Chỉ cần vung xuống thì mọi thứ đều là mây bay. Hiển nhiên đó là vì nàng ta có sức mạnh. Nói thô thiển một chút thì kẻ có tiền đánh rắm cũng thơm, chính là thế đấy. Diệp Huyên thu lại dòng suy nghĩ, hỏi Huyền Thiên Sách, vì sao ngươi lại nói cho ta những điều này? Huyền Thiên Sách cung kính thi lễ, Diệp Thần Sư, thật không dám giếm giếm. Vì hành động ngu xuẩn trước kia của Lão Phu mà Thiên Sách Tông bị diệt, ta hy vọng ngài có thể hỗ trợ ta khôi phục nó. Thấy hắn im lặng, ông ta lại khom mình, nếu Diệp Thần Sư bằng lòng tương trợ, Lão Phu và toàn bộ Thiên Sách Tông nguyện làm trâu ngựa tùy ngài sai bảo. Diệp Huyên, ta có thể giúp khôi phục lại Thiên Sách Tông, nhưng các người tạm thời phải nấp trong bóng tối, có được không? Huyền Thiên Sách lập tức hiểu ra, Diệp Huyên đang muốn Thiên Sách Tông hành động trong bóng tối, chỉ phục vụ cho một mình hắn, bèn không khỏi do dự. Diệp Huyên lại nói, yên tâm. Ngày sau ta sẽ dốc hết sức trợ giúp Thiên Sách Tông, nâng đỡ các người thành đại tông môn đời này. Huyền Thiên Sách nhìn hắn, vậy, nữ đế Tu La kia. Diệp Huyên cười, ta là ca của nàng, ý của ta cũng là ý của nàng. Ca ư? Huyền Thiên Sách nghe vậy thì nheo nheo mắt, quả nhiên đúng như những gì ông ta suy đoán, nữ đế Tu La chính là muội muội của Diệp Huyên. Ông ta không nghĩ ngợi nữa. Nói, trên dưới Thiên Sách Tông ta nguyện ra sức vì Diệp Thần Sư. Diệp Huyên gật đầu, từ giờ trở đi, các người giúp ta thu thập tin tức hữu hiệu, đồng thời để ý kỹ hướng đi của Phệ Linh Tộc. Huyền Thiên Sách hạ giọng, việc này cần tiền. Thẳng thắn phết. Diệp Huyên gật đầu, tìm Phù Văn Tông thanh toán. Huyền Thiên Sách, rõ. Phù Văn Tông là tông môn lớn kéo dài mấy đời, cũng là một trong những tông môn giàu của cải nhất. Huyền Thiên Sách hơi thi lễ với Diệp Huyên rồi xoay người rời đi. Từ ngày Thiên Sách Tông diệt môn đến nay, ông ta vẫn luôn nung nấu khát vọng muốn khôi phục nó. Ông ta biết Diệp Huyên chính là cơ hội ấy, vì vậy vẫn luôn thu thập một số tin tức hữu dụng với hắn. Mục đích của ông ta rất đơn giản, tìm một chỗ dựa vững chắc, mà chỗ dựa ấy chính là Diệp Huyên. Nói chính xác thì ông ta chấm Diệp Liên hơn, bởi nàng là một trong 6 đại cường giả thế hệ này. Nếu được nàng bảo hộ, Thiên Sách Tông ắt hẳn sẽ trở lại những ngày tháng huy hoàng năm xưa. Về phần thù lao thì ông ta tuyệt nhiên không nghĩ đến, bởi thực lực bản thân không cho phép. Sau khi chia tay Huyền Thiên Sách, Diệp Huyên đi thẳng đến Thư viện Vạn Duy. Điều hắn phải làm lúc này là sửa chữa tháp giới ngục. Vừa đặt chân đến thư viện, hắn đã chạm trán người quen cũ. Lâm Thiếu Thư, một trong 6 vị giáo tôn của Thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên bật cười, thì ra là Lâm giáo tôn. Lâu ngày không gặp, ngài càng lúc càng trông có tinh thần hơn đấy. Ông ta chỉ liếc hắn một cái rồi xoay gót rời đi. Gây sự với Diệp Huyên đã không mang lại ý nghĩa gì nữa, vì vậy ông ta không làm. Thư viện hôm nay do Trương Văn Tú làm chủ,
một người một khi đã tàn nhẫn thì sẽ không đặt bất cứ thứ gì vào mắt, khiến ông ta còn sợ hơn cả nữ phu tử. Hơn nữa, thế cục bây giờ ra sao cũng đã quá rõ ràng, thư viện Vạn Duy cần liên thủ với Diệp Huyên. Diệp Huyên đi đến viện của Trương Văn Tú, biết nàng ta ở trong phòng, hắn vừa định đi vào thì một ông lão mặc áo bào đen chợt xuất hiện, Diệp thần sư, xin hãy đợi trong chốc lát. Được. Hắn gật đầu rồi lui sang bên. Ông lão chỉ nhìn hắn một cái. Diệp Huyên lướt mắt nhìn bốn phía, nói tiền bối này, theo ta biết thì thư viện có 6 vị giáo tôn, nhưng hiện nay hình như chỉ có 4. Hai người còn lại đâu? Ông lão đang toan nói thì cửa phòng phía sau mở ra. Trương Văn Tú bước ra trong một bộ váy dài đen bó sát đơn giản, tóc búi cao cao sau đầu thành một chiếc đuôi ngựa, trông khí khái hào sảng hơn trước rất nhiều. Thấy nàng ta xuất hiện, ông lão lui xuống. Trương Văn Tú đi đến trước Diệp Huyên, nhàn nhạt cất lời, người hỏi về họ làm gì. Diệp Huyên cười, bây giờ không phải lúc nguy cấp sao. Ta thấy cô nên gọi họ về là vừa rồi. Nàng ta nhìn sang ông lão áo đen, có tin tức của họ không? Ông ta gật đầu, đã điều tra ra. Trương giáo tôn và Tô giáo tôn nói xong việc sẽ trở về. Còn Trần Nhất Mộng, vẫn đang truy tìm. Trương Văn Tú gật đầu, phải tìm cho bằng được. Nếu gã không chịu về, cứ nói ta sẽ khai trừ học tịch, trục xuất gã khỏi sư môn, ta nói được làm được. Ông lão áo đen tỏ vẻ chần chừ, việc này. Cứ làm theo đi, Trương Văn Tú nói. Vâng, còn người phụ nữ kia thì sao? Phụ tử ư? Ông lão áo đen lắc đầu, không có một chút tin tức. Sắc mặt Trương Văn Tú lạnh đi, nàng ta định chơi bời đến khi nào nữa? Diệp Huyên, ông lão áo đen, có lẽ phụ tử đang có việc gấp. Trương Văn Tú cười khẩy, gấp ư, lười như nàng ta thì gấp được cái gì. Nhận ra đây không phải việc mình có thể xen vào, ông lão bèn chọn cách im lặng. Lúc này, Trương Văn Tú mới nhìn sang Diệp Huyên, người đến đây làm gì? Diệp Huyên hạ giọng, Văn Tú cô nương, hy vọng cô có thể giúp ta hoàn toàn tu bổ tháp giới ngục. Nàng ta đưa tay ra. Diệp Huyên cong ngón tay, để tòa tháp xuất hiện trên tay nàng ta. Quan sát nó một hồi, Trương Văn Tú khẽ cau mày, ai lại khiến nó bị thương nặng thế này? Tòa tháp run run như đang truyền đạt gì đó. Kiếm tư ư? Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, có phải là cô gái váy trắng đứng sau ngươi không? Hắn gật đầu, phải. Trương Văn Tú thầm than, lợi hại thật. Nàng ta ngừng một lát rồi tiếp lời. Muốn sửa chữa nó thì phải đi đến tận sâu trong lòng học hải, lợi dụng tài khí ở đó để tu bổ linh hồn nó. Đôi mày Diệp Huyên cau lại, tài khí. Trương Văn Tú gật đầu, tài học chi khí. Trong lòng học hải hội tụ vô vàn tài khí, năm xưa tháp này cũng từ đó mà sinh ra, vì vậy để nó hoàn toàn khôi phục thì phải đi đến đó. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta nói cho ngươi một chuyện. Cái tháp này bướng vô cùng, trừ thầy ra thì không nghe lời ai. Ngay cả phu tử cũng không sai khiến nó được. Một khi hoàn toàn khôi phục, có lẽ nó sẽ không nghe sự điều khiển của ngươi nữa. Nào ngờ tháp giới ngục run lên như biểu đạt điều gì. Trương Văn Tú giơ tay tát nó, câm mồm. Cái tháp biết nghe lời ngay. Diệp Huyên bỗng nói, cô cứ giúp nó khôi phục đi. Ngươi chắc chứ? Ta chắc, hắn gật đầu. Trương Văn Tú, một khi hoàn toàn khôi phục, nó có thể sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi, ngươi sẽ mất nó vĩnh viễn. Diệp Huyên chỉ cười, ta chưa bao giờ xem nó như vật của riêng ta. Đợi nó khôi phục linh trí rồi, nếu không muốn đồng hành cùng ta nữa thì ta cũng sẽ không ép buộc. Chỉ cần nó không trở thành kẻ thù của ta là được rồi, mà cho dù vậy thì ta cũng sẽ không hối hận, bởi nó đã giúp ta quá nhiều. Trương Văn Tú không khỏi nhìn hắn, tâm tính của ngươi không tồi. Đoạn nàng ta trả tháp lại cho Diệp Huyên. Hắn nói, Văn Tú cô nương, chi bằng chúng ta mở thư phòng Vạn Duy luôn đi. Đây là ý tưởng của hắn trước kia. Thư viện có thư phòng, hắn có tháp, chỉ cần hai bên hợp tác thì mở thư phòng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Văn Tú lại hỏi ngược, sau đó thì sao? Thấy hắn im lặng, nàng ta tiếp lời, trừ khi trong thư phòng có thứ gì khiến chúng ta trở nên tuyệt đối vô địch. Bằng không mở nó ra chính là đâm đầu vào chỗ chết. Đừng nói lúc này, cho dù có phu tử và nữ đế tại đây cũng không thể chịu nổi nó. Đừng dại mà xem thường những thế lực chưa xuất hiện kia, năm ấy khi thầy còn ở đây,
bọn họ không dám lộ diện không có nghĩa là họ yếu. Nay thầy đã không còn, bọn họ tuyệt đối sẽ không để thư viện Vạn Duy ta một mình độc chiếm. Ngày chúng ta mở thư phòng cũng chính là ngày chết. Diệp Huyên hạ giọng, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục thế này? Phải tiếp tục thế này, không có lựa chọn khác. Bởi vì thư phòng được mở sẽ hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Đừng đánh giá thấp lòng tham của họ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Trương Văn Tú đứng dậy, theo ta đến học hải. Thấy nàng ta rời đi, hắn cũng vội vàng mang tháp giới ngục nối gót. Chấm chấm chấm. Vũ trụ tứ duy. Ở nơi trời sao răng mịt mù nọ, cô gái váy trắng chậm rãi nện bước với vô số sợi dây nhân quả quấn quýt từ bốn phía. Có vài sợi. Nàng chỉ tùy tiện nâng kiếm chém đứt, có vài sợi, nàng lại dừng bước, tỉ mỉ quan sát một phen. Một khi đạt đến trình độ của nàng thì có thể xem như không bị nhân quả quấn thân nữa, nhưng phần lớn trong đó lại có liên quan đến Diệp Huyên. Bỗng nhiên, cô gái dừng chân, thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Đó chính là phủ chủ trước kia của Thư viện Vạn Duy, Trần Thiên. Y dừng lại cách đó không xa, nói với nàng, ta tìm ngươi lâu rồi. Thấy cô gái không nói gì, y tiếp tục, ta muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh hùng hậu tuôn trào từ trong người y. Luồng khí tức vừa tuôn ra từ người Trần Thiên lập tức khiến vũ trụ sôi trào, chứng tỏ nó căn bản không chịu nổi sức mạnh của y. Trần Thiên biết cô gái váy trắng trước mặt này mạnh vô cùng, vì vậy không hề giữ sức, khiến màn sao bốn phía nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Nhưng cô gái vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt, trong mắt không có một chút dao động. Trần Thiên liếc nàng một cái rồi biến mất, một luồng sức mạnh khổng lồ quét qua như gió lốc, nhưng khi chỉ còn cách nàng 10 trượng thì bỗng tan biến. Đây là không gian duy độ 2 tầng, cũng chính là cực hạn của y. Một chiêu này hoàn toàn không có gì nương tay, bởi vì Trần Thiên biết người phụ nữ này rất mạnh. Mà y cũng muốn biết nàng mạnh đến đâu. Đúng lúc ấy. Cô gái váy trắng vẫn luôn bất động bỗng nhẹ nhàng giẫm chân phải. Quỳnh! Chỉ trong phút chốc, vũ trụ trong phạm vi mấy trăm nghìn trượng hóa thành hư vô. Tinh không quy tịch. Cùng lúc đó, Trần Thiên đã lui về sau hơn trăm trượng, hai mắt ánh lên vẻ đờ đẫn, ngươi. Không phải kiếm tu ư. Cô gái lạnh nhạt đáp, lũ kiến hôi các ngươi, sao xứng để ta xuất kiếm. Nói rồi, nàng xoay gót đi về phương xa. Để lại Trần Thiên đang dần tan biến. Y nhìn theo bóng lưng cô gái, một nỗi bi thương dâng trào trong lòng. Thì ra trong mắt người khác, y chỉ là một con kiến, ngay cả tư cách khiến người đó rút kiếm cũng không có. Đáng thương đến nhường nào. Y cũng đã nhận ra quyết định của Trương Văn Tú là đúng. Vì sao phải liều chết cùng Diệp Huyên chứ? Vì sao? Tồn tại không tốt sao? Y đột nhiên muốn túm Diệp Huyên ra mà chửi ầm lên, chỗ dựa của ngươi mạnh vậy sao không nói, hả? Ngươi mà nói thì ta còn chạy đến tự tìm cái chết làm gì? Không lâu sau, Trần Thiên đã hoàn toàn biến mất trong màn trời im lặng này. Y đi không hề thanh thản, không hề an bình, mà mang theo một bụng không cam cùng hối hận. Nơi cuối vũ trụ, cô gái váy trắng chậm rãi cất bước. Nàng như nghĩ đến gì đó mà ngẩng đầu lên. Trực tiếp nhìn thấy vũ trụ ngũ duy. Như nhìn đến gì đó, khóe miệng nàng khẽ nhích lên khiến cả bầu trời sao đều phải phai màu. Nàng nhìn ngũ duy, nhàn nhạt nói, có ngươi ở đây, thế giới này mới thuận mắt hơn một chút. Dứt lời, nàng lại tiếp tục hành trình đi vào nơi xa xôi. Càng lúc càng có nhiều mối dây nhân quả mà mắt thường không thể nhìn thấy lan tràn đến bên nàng. Chấm chấm chấm. Ngũ duy, Thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên và Trương Văn Tú đi đến một vùng biển nọ học hải, nơi từng được tiên tri sáng tạo ra. Khi hai người đã đến giữa học hải, Trương Văn Tú vươn tay chỉ về phía xa, ném nó xuống. Diệp Huyên đưa tay ra, tháp giới ngục trong bàn tay hắn khẽ run như muốn truyền đạt gì đó. Hắn khẽ cười, trở về với diện mạo thật của ngươi đi. Nói xong, hắn buông tay, để tháp rơi vào lòng biển. Diệp Huyên đang định mở miệng thì Trương Văn Tú bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nhạt các người cứ yên tâm, chúng ta không có ý định mở thư phòng. Diệp Huyên cũng nhìn theo, lờ mờ cảm nhận được một vài luồng khí tức rất mạnh. Có người đến.
Diệp Huyên nhìn sang Trương Văn Tú, họ là ai? Nàng ta nhàn nhạt đáp, ai cũng có, bao gồm cả phệ linh tộc. Diệp Huyên gần giọng, giết chúng. Trương Văn Tú, người đi đi, ta ở đây cổ vũ. Diệp Huyên nghiêm giọng, Văn Tú cô nương, chúng xuất hiện ở thư viện Vạn Duy không chút kiêng kỵ thế này, căn bản là không xem thư viện ra gì, cô có thể nhịn được sao? Trương Văn Tú nhìn hắn, người nghĩ Trương Văn Tú ta có ngu không? Diệp Huyên nhếch môi, cô nương nói gì vậy? Trương Văn Tú lạnh lùng đáp, Diệp Huyên, Tu La địa ngục, Phù Văn Tông của ngươi và thư viện Vạn Duy của ta hôm nay đang ở trên cùng một thuyền. Đừng đùa giỡn bằng những câu ngu xuẩn như vậy, rõ chưa? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ta biết rồi, về sau sẽ không đùa giỡn như thế nữa. Trương Văn Tú nhìn về phía chân trời, khẽ nói, năm ấy khi thầy vẫn còn, nào có ai dám đối xử với thư viện Vạn Duy ta như vậy? Diệp Huyên im lặng. Hắn không được sống trong thời đại của tiên tri, nhưng có thể mường tượng ra thư viện Vạn Duy đã từng hùng mạnh thế nào vào lúc ấy. Mà một khi tiên tri biến mất rồi, thư viện Vạn Duy cũng đánh rơi địa vị năm xưa. Trương Văn Tú bỗng nói, cẩn thận. Diệp Huyên cau mày, ý cô là sẽ có người muốn cướp tháp. Đối phương gật đầu, không chỉ vậy mà còn phải đề phòng tòa tháp kia, nó có thể không phải là thứ người quen biết sau khi khôi phục linh trí nữa đâu. Sau một hồi do dự, Diệp Huyên hỏi, khi trước có phải nó kiêu ngạo lắm không? Trương Văn Tú hờ hững nói, nó có quyền được kiêu ngạo, nhất là khi những đạo tắc kia hợp làm một cùng nó, ngay cả phù tử cũng khó lòng đánh thắng. Một khi nó khởi động chín đạo tắc, phù tử cũng phải đứng sang một bên. Nàng ta khẽ dừng lại, nó có thật sự nhận ngươi làm chủ hay không, đợi một chút là biết ngay. Diệp Huyên gật đầu, nhìn vào phía sâu trong học hải. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu thập giới ngục bằng lòng ở lại thì là vinh hạnh của hắn, nếu không thì cũng không sao cả. Bỗng nhiên, Trương Văn Tú hỏi, người có dự định gì kế tiếp? Diệp Huyên bỗng bẻ lái, Văn Tú cô nương, trong bốn thế lực lớn Thái Cổ tộc, Tà Linh tộc, Dị tộc và Võ quốc, cô thấy chúng ta có cơ hội lôi kéo được ai? Trương Văn Tú lắc đầu, không ai cả. Diệp Huyên có phần không hiểu, vì sao? Nàng ta khẽ đáp, vì họ đều từng bị thầy áp chế. Nói thật với ngươi, nếu thư viện không có đại trận do thầy để lại và phu tử thì chúng ta đã chết cả trăm lần rồi. Tên Trần Thiên không có đầu óc, không nhìn ra điều này nên mới gây thù với ngươi. Diệp Huyên hạ giọng, theo lời cô thì tình cảnh của chúng ta đang rất xấu. Trương Văn Tú, nếu ta đoán không sai, phệ linh tộc chỉ cần có chút xíu đầu óc sẽ liên thủ với những thế lực này. Cũng như những người khác trong sáu đại cường giả. Bỗng như nghĩ đến điều gì, đồng tử nàng ta rụt lại, mục tiêu của họ là thư viện Vạn Duy, mà để có được nó, họ phải vượt qua đại trận của thư viện. Nói cách khác, một khi họ dám ra tay đồng nghĩa với việc có biện pháp đối phó với đại trận và phu tử. Diệp Huyên, cô nghĩ họ sẽ ra tay khi nào? Trương Văn Tú nhìn về phía chân trời, nhanh thôi. Diệp Huyên không nói gì. Hắn biết một khi phệ linh tộc ra tay, bản thân hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu của đối phương. Vào lúc này, lòng học hải bỗng sôi lên sùng sục, gợn sóng lan tràn bốn phía. Diệp Huyên nhìn xuống, thấy một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện từ dưới lòng biển. Trương Văn Tú khẽ nói, hẳn là nó muốn đi ra rồi. Diệp Huyên nhìn lốc xoáy, thầm nhủ tòa tháp khi đi ra liệu có còn là tháp nhỏ mà mình quen thuộc không? Đúng lúc ấy. Tháp giới ngục phóng vút lên từ mặt nước. Quỳnh, một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào ra từ tòa tháp bé nhỏ ấy, khiến chân trời cũng phải vặn vẹo. Đồng thời, từng luồng uy áp vô hình lan tràn ra khắp nơi. Diệp Huyên nhìn tháp giới ngục, cảm thấy nó đã mạnh hơn trước rất, rất nhiều. Tháp nhỏ chấn động kịch liệt trên không trung. Bất thình lình, một cái bóng mờ lao vun vút về phía nó. Diệp Huyên biến sắc. Đang toan ra tay thì thấy Trương Văn Tú lắc đầu, không cần. Hắn nghe vậy bèn thu tay về, quan sát trên không trung. Một luồng sức mạnh bỗng ồ ạt tuôn ra từ tháp nhỏ, đánh văng cái bóng kia đi. Lại một ông lão xông về phía giới ngục, lần này nó trực tiếp biến mất. Diệp Huyên ngây ra một giây trước khi biến sắc, bởi hắn cảm nhận được tháp đã tiến vào không gian duy độ ba tầng. Đó là nơi mà chỉ có cường giả như Diệp Liên mới có thể vào. Ngay cả Trương Văn Tú cũng phải sử dụng ngoại vật mới thành công đặt chân vào đó, vậy mà tháp giới ngục lại ra vào dễ như không.
Ông lão trên không trung thất sắc, còn chưa kịp phản ứng đã tan vào hư vô. Mạnh khủng khiếp. Diệp Huyên không khỏi nheo mắt, xem ra tháp nhỏ không chỉ mạnh lên một hai lần đâu. Đã vậy, đây còn không phải là thời kỳ đỉnh cao khi tụ tập đủ 9 đạo tắc của nó. Tòa tháp chợt di chuyển đến phía trên Diệp Huyên, Trương Văn Tú chậm rãi nắm tay lại, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Khi đến trước mặt Diệp Huyên rồi, tháp giới ngục bỗng run lên khe khẽ trước khi hóa thành một tia sáng chui vào ngực Diệp Huyên. Hắn sửng sốt, khi mở tay ra, tòa tháp đã xuất hiện, nhẹ nhàng run run rồi cọ cọ lấy bàn tay hắn, trông thân thiết vô cùng. Trương Văn Tú nhìn thấy mà không khỏi sinh lòng khiếp đảm. Nàng ta biết tòa tháp này cao ngạo như thế nào, trước kia trừ tiên chi ra thì không thèm thân cận với ai, vậy mà bây giờ lại xúm xít quanh Diệp Huyên như vậy. Thật sự không bình thường. Ngay cả Diệp Huyên cũng không ngờ tháp giới ngục khôi phục linh trí rồi lại càng thân thiết với hắn hơn. Chẳng lẽ hắn thật sự là con cưng của trời trong truyền thuyết hả? Diệp Huyên bật cười, thu tháp về rồi nói với Trương Văn Tú, đa tạ Văn Tú cô nương. Nàng ta chỉ nói, ngươi còn bí ẩn hơn những gì ta tưởng nhiều. Tháp nhỏ đã khôi phục, nhưng đạo tắc bên trong vẫn chưa đủ, ngươi phải tìm cách thu thập họ, khiến họ bằng lòng để ngươi sử dụng. Khi ấy ngươi mới có thể phát huy sức mạnh thật sự của tòa tháp này. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Trương Văn Tú gật đầu, nhớ cẩn thận. Diệp Huyên, được, cáo từ. Nói xong, hắn hóa thành một tia kiếm quang, biến mất ở chân trời. Trương Văn Tú đang định xoay gót rời đi thì bỗng dừng bước, biến sắc như nghĩ đến gì đó. Nàng ta vội vã muốn đuổi theo, nào ngờ gặp phải một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt, cười nói, xin Văn Tú cô nương dừng bước. Trương Văn Tú nhìn ông ta không chớp mắt, các ngươi muốn giết hắn. Đối phương gật đầu, đúng thế. Thấy nàng ta siết tay lại, gã cười, trừ khi Văn Tú cô nương khởi động đại trận, ngoài ra cô sẽ không giết được ta, cũng không thể rời khỏi thư viện Vạn Duy. Sắc mặt Trương Văn Tú sa sầm, nàng ta không ra tay. Một hồi sau, nàng ta nhìn về phía chân trời với vẻ lo lắng. Chấm chấm. Trong tầng mây nọ, Diệp Liên đang lùng giết những oan hồn ác quỷ bỗng dừng tay, nhìn người đàn ông áo trắng xuất hiện cách đó không xa. Là Lý Mộ Bạch. Diệp Liên hỏi, ông đã đầu quân cho phệ linh tộc. Đối phương lắc đầu, chỉ ra tay giúp họ hai lần thôi. Diệp Liên nghe vậy thì nghĩ đến gì đó, đồng tử co rụt lại, ông không giết được ta, nhưng ông đến để ngăn cản ta. Các người muốn giết huynh ấy. Thấy lão gật đầu, nàng gầm lên, đáng chết. Vừa dứt lời, Diệp Liên đã lao về phía lão. Lý Mộ Bạch biến mất khỏi vị trí, một tia sáng trắng lóe lên. Chấm chấm chấm. Phù Văn Tông. Ngày hôm ấy, không biết từ đâu ra mấy chục tên sát thủ bí ẩn xông vào, bắt đầu điên cuồng tàn sát khiến cả tông kinh hãi. Bọn chúng chỉ cần đắc thủ là sẽ rút lui, nhưng không lâu sau đó lại xuất hiện. Trong điện Phù Văn, sắc mặt Thẩm Tinh Hà đen như mực, chúng muốn gì chứ? Lưu Ung im lặng suy nghĩ một phen, đoạn kinh hãi thốt lên, chúng muốn kềm chân chúng ta. Tiểu sư tổ gặp nguy rồi. Thẩm Tinh Hà biến sắc, mau liên lạc tiểu sư ổ. Lưu Ung cuống quýt bóp nát một lá bùa truyền âm, ngay sau đó mặt trắng toát. Thấy Thẩm Tinh Hà nhìn sang, ông ta run rẩy, không gian Phù Văn Tông bị phong ấn rồi, không liên lạc được. Thẩm Tinh Hà đờ đẫn, chậm rãi buông mình xuống ghế. Khoảng nửa giờ sau khi rời khỏi thư viện Vạn Duy, trên đường về đến Phù Văn Tông, Diệp Huyên bỗng dưng dừng bước. Cách vị trí của hắn không xa là một người đàn ông trung niên tóc dài xõa vai, mặc một bộ trường bào đen nhánh, sau lưng đeo một cây cổ cầm. Diệp Huyên lướt mắt nhìn bốn phía rồi đưa tay bóp nát một lá bùa truyền âm. Nhưng hắn lập tức cau mày, bởi lá bùa không thể truyền tin tức ra ngoài. Liên tiếp hai lá bùa khác bị bóp vỡ, nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì. Sắc mặt hắn trầm xuống. Không thể liên lạc với cả Diệp Liên, Trương Văn Tú lẫn Phủ Văn Tông. Nhưng phệ linh tộc sắp ra tay với hắn rồi, phải làm sao đây? Diệp Huyên tỉnh táo lại, cười hỏi người đàn ông, có mình ngươi thôi à? Đối phương lắc đầu, không. Vừa dứt lời, không gian quanh ông ta bỗng chấn động. Hàng loạt màn sáng hiện lên quanh người Diệp Huyên, khóa cứng hắn lại. Cùng lúc đó,
bốn ông lão áo trắng xuất hiện phía sau người đàn ông. Đứng bên ngoài màn sáng lại là một loạt cường giả trong những bộ giáp trụ trắng bóng, tay cầm trường thương, đang dùng khí tức vây Diệp Huyên lại. Họ muốn vây công hắn. Hắn gật gù, còn gì nữa không? Người đàn ông đeo cổ cầm nhìn hắn, chẳng lẽ chưa đủ? Diệp Huyên cười, e là vậy. Đối phương lắc đầu, như thế này đã là đánh giá cao ngươi rồi. Thanh cổ cầm sau lưng ông ta run lên. Một khắc sau, một tia sáng xanh sắc lẻm như lưỡi dao lóe lên, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Đồng tử hắn rút lại khi nhìn thấy nó. Mạnh quá! Thực lực của người này khéo chỉ kém Trương Văn Tú một chút mà thôi. Diệp Huyên quyết định không dùng thân thể để đỡ mà vươn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện. Tòa tháp thay hắn chịu lấy tia sáng kia, không một chút tổn hại. Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Nhất kiếm vô lượng. Nhưng lần này hắn không dùng nó để giết người mà là để tháo chạy. Ở nơi này có nhiều người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đâm đầu vào cứng đối cứng rồi. Hơn nữa tuy đám người kia phong ấn kết giới ở đây nhưng đám người kia đã quên mất hắn có liên thiền và đạo tắc không gian. Phong ấn kết giới trước mặt nàng ta còn không phải trò đùa sao? Phong tỏa không gian phong tỏa được đạo tắc không gian sao? Vào giây phút Diệp Huyên biến mất, người đàn ông đeo cổ cầm cũng biến sắc ngăn hắn lại. Ông ta vừa dứt lời, màn sáng bốn phía đã run lên bần bật. Sau đó chúng bất thình lình tách ra làm hai, thuật phong ấn bên trong cũng hoàn toàn biến mất. Từ cuối chân trời, kiếm quang lóe lên. Người đàn ông không đuổi theo Diệp Huyên mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi một ngôi sao đã lặng lẽ xuất hiện từ khi nào. Ánh sao buông xuống rọi vào một nơi xa xôi. Đó chính là vị trí của Diệp Huyên. Bị ánh sao chiếu xuống, Diệp Huyên không khỏi sửng sốt, không biết đây là thứ gì. Nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức tăng tốc đến cực hạn. Hắn phải lập tức trở về thư viện Vạn Duy. Nhưng ánh sao kia vẫn gắt gao bám lấy như hình với bóng. Đúng lúc ấy, một cô gái bỗng xuất hiện cách đó không xa. Nàng mặc giáp trụ sáng loáng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, thắt lưng dắt một thanh trường đao còn nằm trong vỏ. Hai người bình tĩnh nhìn nhau một hồi, Diệp Huyên bỗng rút kiếm chém ra nhất kiếm vô lượng. Hắn biết đối phương đã dám đến chặn đường hắn chứng tỏ nàng ta không phải hạng người soàng xính gì, bèn ra tay không chút lưu tình. Nào ngờ cô gái kia chỉ nhắm mắt lại, khi kiếm của Diệp Huyên chỉ còn cách hơn một trượng. Nàng ta bỗng xiết lấy chuôi đao, sát na. Đao rời vỏ, bốn phía như chậm lại, ngay cả bước đi của thời gian dường như cũng trở nên ì ạch. Không phải nó chậm đi, mà là đao của nàng đã nhanh đến mức vô cùng. Quỳnh! Diệp Huyên lập tức lui về hơn trăm trượng. Khi dừng lại, y phục trước người hắn đã rách dưới, một vết cắt rạch từ giữa chân mày kéo dài đến bụng, máu phun ồ ạt. Ánh mắt hắn nhìn cô gái kia không khỏi trở nên nặng nề. Nhanh quá! Vừa rồi là một đao nhanh nhất hắn từng thấy, suýt nữa đã lấy mạng được hắn. Nếu không nhờ thân thể rắn chắc và phản ứng nhanh nhạy, hắn đã bị phanh thây rồi. Vừa lúc ấy, người đàn ông đeo đàn kia đã dẫn theo người đuổi đến, Diệp Huyên lại bị vây bắt. Hắn đưa tay lau vết máu trên mặt đi, thân thể cũng nhanh chóng hồi phục. Người đàn ông thoáng nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu với cô gái cầm đao, võ cô nương. Võ Thắng Nam, giọng Huyền Thiên Sách bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp thần sư tuyệt đối đừng chủ quan. Nàng là thiên tài yêu nghiệt nhất võ quốc hiện nay, mấy năm trước đã đạt đến thiên cơ cảnh, đao đạo đã đến phàm đao tầng thứ nhất, được vinh dự tôn làm thiên tài yêu nghiệt nhất võ quốc trong vạn năm qua. Kỵ binh táng thần của võ quốc đang do nàng thống lĩnh. Ngoài ra, nghe đồn năm ấy Lý Mộ Bạch có ý muốn thu nàng làm đồ đệ nhưng bị từ chối. Nói rằng trên đời này không có ai xứng làm sư phụ của nàng. Võ Thắng Nam ư. Tuy chỉ mới giao thủ một hiệp nhưng Diệp Huyên đã nếm được đầy đủ sự lợi hại của đối phương. Quả nhiên thế hệ trẻ của vũ trụ ngũ duy cũng không hề kém cạnh, chỉ là hắn chưa được gặp mà thôi. Hắn thu hồi suy nghĩ, lại truyền âm, có liên lạc được với thư viện và muội muội ta không? Huyền Thiên Sách, nữ đế và thư viện đều bị người kiềm chế. Sắc mặt Diệp Huyên không khỏi đanh lại. Chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bỗng Võ Thắng Nam lên tiếng, để ta đánh với hắn một trận. Người đàn ông đeo cổ cầm tỏ vẻ do dự. Võ Thắng Nam, có vấn đề gì sao?
Đối phương thấp giọng đáp, tập trung giết hắn mới là tốt nhất. Võ Thắng Nam không để ý đến ông ta nữa mà quay sang Diệp Huyên, đánh với ta một trận. Vừa dứt lời, nàng đã nhấc chân đi đến, tay đặt hờ trên chuôi đao. Bước đi của nàng rất chậm như chỉ đang tản bộ, năng lượng quanh người không chút dao động. Ngón cái Diệp Huyên bỗng hất nhẹ một cái. Xoẹt! Kiếm Thiên Chu bay ra cùng nhất kiếm vô lượng, khí thế như sấm gào, chớp mắt đã đến. Võ Thắng Nam bỗng rút đao, chém một đường thẳng vào mũi kiếm của Diệp Huyên. Duỳnh! Thiên Chu bay ngược về, nhưng Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt Võ Thắng Nam, bắt lấy nó bổ xuống. Võ Thắng Nam vung đao lên chặn. Nào ngờ, Thiên Chu trong tay Diệp Huyên bỗng hóa thành một thanh trọng kiếm, không chỉ có sức mạnh bùng nổ mà trên thân kiếm còn có cả linh tự chữ diệt. Kiếm nện xuống với một tiếng oành vang dội. Võ Thắng Nam lùi lại một bước, không gian xung quanh tan tành. Đao trong tay nàng vung lên, chém về phía Diệp Huyên. Hắn lập tức thu kiếm đón lấy. Ầm! Diệp Huyên bay vút ra ngoài, đồng thời trọng kiếm trong tay cũng biến mất, thay vào là kiếm Thiên Chu hóa thành phi kiếm lao vút về phía Võ Thắng Nam. Nàng bước tới, vung đao bổ xuống trước khi quay về vỏ. Uỳnh! Kiếm Thiên Chu dừng lại tại chỗ, nhưng Diệp Huyên lại bất thình lình xuất hiện trước mặt Võ Thắng Nam. Trọng kiếm trong tay vung lên rồi nện xuống với khí thế như muốn đập vỡ trời đất. Thân thể của Diệp Huyên vốn dĩ đã rất mạnh, không gian bốn phía không chịu nổi uy lực của một kiếm này, lập tức giãn vỡ. Đôi mày Võ Thắng Nam khẽ nhíu lại, đao rời vỏ với tốc độ siêu việt, chém ngang một đường vào bụng Diệp Huyên. Nàng ta có lòng tin vào tốc độ của đao, vì vậy không hề phòng ngự trước kiếm của Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên cũng không thèm lui về thế thủ. Chỉ nện kiếm xuống. Vào lúc đao của Võ Thắng Nam chỉ còn cách bụng hắn nửa tấc, một luồng sức mạnh thần bí bỗng ùa tới bao lấy hắn. Là kiếm vực. Nó ép cho đao của Võ Thắng Nam phải dừng lại, đồng thời kiếm của Diệp Huyên cũng đã đến nơi. Duỳnh. Võ Thắng Nam lùi lại hơn mấy chục trượng trong nháy mắt, Diệp Huyên cũng không khác gì. Bụng hắn vẫn bị rạch một đường, nhưng chỉ sâu hơn một tấc mà thôi. Nếu không có kiếm vực kia, e rằng hắn đã thành hai khúc. Trong mắt Võ Thắng Nam đã xen lẫn một tia kinh ngạc vực. Diệp Huyên nhìn lại, tự nhủ nàng ta quả thật rất mạnh, đặc biệt là tốc độ dùng đao. Người đàn ông đeo đàn cổ bỗng lên tiếng, Võ cô nương, đừng quên mục đích của chúng ta. Võ Thắng Nam trầm ngâm một phen, đón thêm một đao cuối cùng của ta đã. Đối phương xa sầm mặt, cô nương, Nguyên Thiên Đại Tôn đã giao phó. Võ Thắng Nam nhìn ông ta, đó là với phệ linh tộc các ngươi, chẳng lẽ ta cũng phải nghe lệnh. Sắc mặt người đàn ông có phần khó xem, nào ngờ Diệp Huyên bỗng la lên, phệ linh tộc các ngươi có còn liêm sỉ hay không? Đã không dám đứng ra giải quyết một mình mà còn không để cho người khác làm. Ngươi cho rằng võ quốc cũng đê tiện như các ngươi à? Nói rồi, hắn quay sang Võ Thắng Nam, ta đã nghe về đao đạo thiên hạ vô song của võ cô nương. Hôm nay có thể quyết chiến cùng cô, Diệp Huyên ta chết cũng không hối hận. Võ cô nương, mời ra chiêu. Ngươi, người đàn ông mang cổ cầm quắc mắt chừng Diệp Huyên, ngươi đừng hòng dở trò quỷ, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Diệp Huyên nhổ tuệt một bãi, ta thèm vào. Diệp Huyên ta có chết cũng phải chết trong tay cường giả chứ không phải dưới tay lũ tiểu nhân hèn hạ các ngươi. Đoạn hắn quay sang Võ Thắng Nam, xin võ cô nương hãy ra tay. Diệp Huyên ta sẽ đỡ một đao này của cô. Võ Thắng Nam quan sát hắn một phen rồi gật đầu, có khí phách. Nếu ngươi không phải kẻ địch, ta đây sẽ bằng lòng kết bạn. Thấy nàng chuẩn bị rút đao, Diệp Huyên lại nói, cô nương, nếu ta đỡ được đao của cô thì sao? Sắc mặt người đàn ông càng thêm âm u, hai người này sao lại bắt đầu cùng chung ý tưởng rồi? Võ Thắng Nam lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bèn nhíu mày. Diệp Huyên, hay là thế này đi võ cô nương, nếu ta đỡ được đao của cô thì cô không ra tay với ta nữa, nếu không đỡ được thì ta bỏ mạng dưới đao của cô, được không? Không được. Người đàn ông thốt lên, võ cô nương, tuyệt đối không thể đồng ý. Hắn ta chỉ mang ý xấu, hắn. Diệp Huyên xen vào, sao hả? Ngươi không tin vào thực lực của nàng ấy à? Đối phương hầm hầm nhìn hắn. Võ Thắng Nam bỗng lên tiếng. Ta biết ngươi đang dở trò, nhưng lần này ta đồng ý. Việc vây bắt ngươi hôm nay vốn cũng không phải tác phong của ta.
Một đao này chém ra, nếu ngươi chết thì tất cả chấm dứt, ngươi không chết thì ta sẽ không tiếp tục ra tay. Nói xong, nàng nắm lấy chuôi đao sau lưng, sẵn sàng chưa? Diệp Huyên nắm lấy kiếm Thiên Chu trong tay, sẵn sàng. Võ Thắng Nam khẽ gật đầu rồi bất thình lình rút đao. Đao rời vỏ, không một âm thanh, không chút năng lượng dao động. Điểm tinh túy trong một đao đó chỉ nằm ở chữ nhanh. Nhanh đến cực hạn. Nó vừa xuất hiện, cả thế giới như chậm lại. Khi Võ Thắng Nam rút đao ra, một sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên hơn một trượng. Kiếm vực. Thật ra hắn có thể dùng tháp giới ngục để đỡ lấy một đao này của Võ Thắng Nam, bởi hắn biết cho dù mạnh đến đâu, nàng cũng không thể phá hủy tháp. Nhưng hắn không chọn làm vậy. Võ Thắng Nam có kiêu ngạo của nàng, Diệp Huyên hắn cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Trong thế hệ trẻ này, hắn phải sợ ai? Không ai cả. Chẳng phải chỉ là một đao thôi sao? Vào khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, một tia đao khí cũng xông đến. Xoẹt. Tiếng xé rách chói tai vang lên. Khi đường đao nhanh đến vô cùng đó tiến vào kiếm vực, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra tốc độ của nó đã chậm lại. Nó đã bị kiếm vực trấn áp. Nhưng cho dù đao khí càng ngày càng chậm, sắc mặt Diệp Huyên cũng càng ngày càng tái đi. Sức mạnh của nó quá lớn, cho dù đã có kiếm vực trấn áp nhưng hắn vẫn phải chịu đựng sức ép khổng lồ. Khi chỉ còn cách ngực Diệp Huyên nửa tấc, đao khí dừng lại. Ở nơi xa, Võ Thắng Nam khẽ thốt lên, vực tốt đấy. Diệp Huyên lại nói, thử một kiếm của ta không? Được, Võ Thắng Nam gật đầu. Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ. Nhất kiếm vô lượng bay đến. Võ Thắng Nam rút đao chém xuống, kiếm quang vỡ nát tan tành, nhưng Diệp Huyên cũng đã mất dạng. Người đàn ông đeo cổ cầm thấy vậy thì biến sắc, hắn chạy rồi. Mau ngăn lại. Võ Thắng Nam nhìn về chân trời bên phải. Nơi Diệp Huyên vẫn còn bị ánh sao sáng kia bao phủ. Nếu ra tay, đao của nàng ta hoàn toàn có thể bắt hắn dừng bước, bởi tốc độ của Diệp Huyên không bằng nàng. Nhưng nàng không làm vậy, thay vào đó chỉ xoay gót rời đi. Sắc mặt người đàn ông lập tức tối sầm đi, tiến lên cản bước Võ Thắng Nam, Võ cô nương, Diệp Huyên kia là người của Tu La Quốc, kẻ thù của Võ quốc cô. Nàng ta chỉ hờ hững đáp, kẻ địch mạnh, đáng được tôn trọng. Người đàn ông, Võ cô nương có biết chúng ta đã phải bỏ ra cái giá nhường nào để giết hắn hay không? Chúng ta. Võ Thắng Nam chỉ vươn tay chỉ ra xa, hắn đang đi về phía thư viện Vạn Duy, bây giờ các người đuổi theo vẫn kịp. Đối phương không nói gì nữa, lập tức dẫn các cường giả tức tốc đuổi theo. Sau khi họ đi rồi, một ông lão bỗng xuất hiện cách Võ Thắng Nam không xa, khom mình thi lễ, điện hạ. Võ Thắng Nam. Thầy không phải đa lễ trước mặt ta đã từng nói rồi mà. Ông lão chỉ lắc đầu, không có quy củ sao thành việc lớn. Võ Thắng Nam nghe vậy thì không tiếp tục nữa, chỉ nhìn về phía chân trời, Vệ Linh tộc đang ấp ủ một âm mưu lớn. Ông lão do dự một hồi, điện hạ cố tình thả Diệp Huyên kia đi. Võ Thắng Nam gật đầu. Ông lão cười hỏi, vì sao? Võ Thắng Nam nhẹ giọng nói, Lý Mộ Bạch không giết được nữ đế. Nếu ta ra tay với Diệp Huyên, e rằng nàng ta sẽ dùng toàn lực trả thù võ quốc ta. Tuy chúng ta không sợ nàng nhưng cũng không phải đi đến bước đó, bởi nếu nữ đế ra tay với võ quốc, người được lợi nhất sẽ là Phệ Linh tộc. Ông lão gật gù, lần này xuất thế, Phệ Linh tộc nói rằng mục tiêu của chúng là thư phòng kia, nhưng xem ra không chỉ có bấy nhiêu. Ông ta dương đôi mắt chất chứa một tia phức tạp nhìn về phía thư viện, năm ấy nào có ai dám khinh thường thư viện Vạn Duy. Mà bây giờ Phệ Linh tộc lại trắng trợn mưu đồ thư phòng đến vậy. Võ Thắng Nam, thịnh cực tất suy mà thôi. Ông lão gật đầu, tuy thư viện không lớn mạnh như trước kia nhưng Phệ Linh tộc hẳn cũng không dám tiêu diệt họ, bởi thứ nhất, vị phu tử kia vẫn còn, thứ nhì, trong thư viện có một tòa đại trận. Trảm nhân đại trận đứng đầu vũ trụ ngũ duy do tiên tri để lại, cho dù là 6 vị đại cao thủ đương thời ra tay cũng không dám chắc có thể chặn được một chiêu của nó. Võ Thắng Nam nhìn về hướng Thư viện Vạn Duy, không thể để Tu La Quốc quật khởi, cũng không thể để Diệp Huyên và Thư viện Vạn Duy mở thư phòng, lại càng không thể để Phệ Linh tộc lợi dụng chúng ta làm vũ khí. Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Ông lão gật đầu, ta đã hiểu, nhưng nếu Phệ Linh tộc thật sự tiêu diệt Diệp Huyên và Thư viện Vạn Duy thì sao? Võ Thắng Nam, nếu họ có thể giết nữ đế Tu La và phu tử,
đồng thời phá đại trận kia, thì người chết tiếp theo sẽ là chúng ta. Thầy hãy sử dụng mọi thế lực trong nước để điều tra phệ linh tộc, thăm dò rõ ràng thực lực của chúng. Ta muốn biết cường giả còn lại của chúng là bao nhiêu. Ông lão gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Võ Thắng Nam cũng xoay gót, nơi nàng ta hướng đến chính là Thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên lao như một cơn gió trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến Thư viện Vạn Duy. Bởi vì Phù Văn Tông ở quá xa, hắn chỉ có thể lựa chọn nơi này. Vừa đặt chân đến, sắc mặt hắn đã trầm xuống khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang giằng co cùng Trương Văn Tú trên không trung. Sắc mặt Trương Văn Tú cũng không sáng sủa mấy khi nhìn thấy hắn vào giờ phút này, bởi điều này chẳng phải chuyện tốt lành gì. Diệp Huyên hết nhìn người đàn ông đến nhìn Trương Văn Tú, sau đó nhoẻn cười, Văn Tú cô nương, ta đến để đọc sách. Trương Văn Tú đáp mà mặt lạnh tanh, người không nói thẳng là đang bị đuổi giết nên tìm chỗ lánh nạn được à. Diệp Huyên, người đàn ông nhìn hắn, nói, không ngờ ngươi lại chạy về đây. Thất vọng lắm sao, Diệp Huyên cười. Đối phương lắc đầu, có một chút. Đúng lúc ấy, người đàn ông đeo cổ cầm và các cường giả phệ linh tộc cũng xuất hiện trên không. Chúng cường giả thư viện cũng ồ ạt tiến tới, nhưng số lượng và chất lượng rõ ràng đều thua xa phe đối địch. Chủ yếu là bởi vì còn một số người trước kia chưa trở về. Người đàn ông trên không trung cười nói, Văn Tú cô nương, mục đích hôm nay của chúng ta chỉ có một, giết người tên Diệp Huyên này. Nếu cô không ra tay, chúng ta sẽ lập tức rời đi sau khi giết hắn. Chúng ta nói được làm được. Trương Văn Tú cũng cười, Nguyên Thắng, người động não được không vậy? Giết hắn rồi, mục tiêu kế tiếp của các ngươi còn chẳng phải Thư viện Vạn Duy chúng ta sao? Đừng để ta cho rằng phệ linh tộc các ngươi chỉ là một lũ thiểu năng chứ. Diệp Huyên giơ ngón cái, mắng quá hay, quá tuyệt vời. Trương Văn Tú liếc xéo, người cầm mồm cho ta. Nhận ra nàng ta đang thật sự điên tiết, không nên chọc vào thì hơn, Diệp Huyên quyết đoán ngậm miệng. Dù sao bây giờ hắn còn nơi nào để đi ngoài Thư viện Vạn Duy nữa đâu. Người tên Nguyên Thắng bật cười, nếu cô nương đã quyết bảo vệ tên Diệp Huyên này thì phệ linh tộc chúng ta đành mạo phạm vậy. Vừa dứt lời. Bốn ông lão mặc áo trắng xuất hiện sau lưng gã, miệng lẩm nhẩm niệm chú gì đó. Không lâu sau, bầu trời bỗng tối sầm đi, bảy ngôi sao hiện lên trong vũ trụ. Là trận pháp. Xem ra phệ linh tộc này không phải tay vừa đâu. Diệp Huyên biến sắc, nhưng nghĩ đến gì đó mà hỏi thầm, Liên Thiển cô nương, có đạo tắc trận pháp không? Có. Nghe nàng ta trả lời, hắn vội hỏi, là ai? Liên Thiển đáp. Tầng 8 rất giỏi bày trận, phần nửa đại trận trong thư viện đều do một tay nàng hoàn thành, lợi hại vô cùng. Vậy nàng ấy đang ở đâu? Chẳng biết mải chơi nên dạt đến phương nào rồi. Diệp Huyên. Vừa lúc ấy, bảy ngôi sao trên cao kia bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sao chói lòa rơi xuống, tản ra uy áp khổng lồ bao phủ khắp thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên biến sắc khi nhận ra uy lực của trận pháp này vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Khi hắn nhìn sang, Trương Văn Tú vẫn không tỏ vẻ nao núng, xuất trận. Duỳnh, từ sâu trong lòng thư viện, một quyển sách cổ màu vàng bỗng chấp chấp bay lên cao. Nó mở ra, để từng con chữ bé xíu vàng óng tuôn ra từ trang sách. Chỉ trong chớp mắt, những chữ viết kia đã tạo thành một lá chắn màu vàng kim lộng lẫy dày cộp, bao lấy bầu trời thư viện Vạn Duy. Đó cũng là lúc ánh sao kia rơi xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời thư viện Vạn Duy, từng tiếng nổ đinh tai liên tiếp vang lên. Lá chắn vàng chấn động kịch liệt, sau đó dần dần nứt nẻ. Vô số cường giả thư viện đứng dưới không khỏi biến sắc. Trận pháp sắp bị phá rồi. Trương Văn Tú bỗng nói với Diệp Huyên, đưa bút Chu Thiên cho ta. Diệp Huyên không chút do dự làm theo. Bút vừa vào tay Trương Văn Tú, lá chắn đã chia năm xẻ bảy. Khi bảy quầng sáng lao xuống. Nàng ta vung bút lên, ngự. Một lá chắn đen tuyền bỗng sừng sững dựng lên trên đầu thư viện Vạn Duy. Nó run lên bần bật, thậm chí nứt ra khi đón lấy bảy ánh sao kia. Nào ngờ một khắc sau, bỗng có bảy quầng sáng khác phóng ra từ lá chắn, bay vút lên vũ trụ, đâm sầm vào bảy ngôi sao. Quỳnh! Cả bảy run lên kịch liệt nhưng không biến mất. Lúc này, Trương Văn Tú thả người vọt lên. Lặng lẽ ngưng tụ một thanh trường thương trong tay. Nguyên Thắng bỗng la lên, ngăn nàng ta lại.
Vừa dứt lời, người đàn ông đeo cổ cầm đã xuất hiện trước Trương Văn Tú. Ông ta vung tay lướt trên dây đàn, tung ra từng luồng sức mạnh kỳ dị uyển chuyển như sóng nước. Khóe miệng Trương Văn Tú căng ra thành vẻ dữ tợn, cây thương trong tay vút ngang, gọi ra một tiếng sấm giật. Ầm! Sức mạnh âm thanh kia biến mất không còn dấu vết, Nguyên Thắng cũng bị đẩy lui. Trương Văn Tú nhìn ngôi sao gần nhất, đang muốn ra tay thì thấy cả bảy chấn động, bắn ra bảy tia sáng thẳng về phía nàng ta. Trương Văn Tú thấy vậy thì không khỏi biến sắc, vung thương ra. Quỳnh! Trương Văn Tú nhanh chóng ngã xuống vào thư viện Vạn Duy. Trên đầu nàng ta, bảy ngôi sao bỗng nhiên tụ lại, hình thành một thanh kiếm sáng loáng. Vào giây phút nó xuất hiện, cả vũ trụ bỗng chốc sôi trào, bầu trời phía trên thư viện Vạn Duy lại trở nên chập chờn mờ ảo. Nó không thể chịu nổi sức mạnh từ thanh kiếm này. Sắc mặt Trương Văn Tú xanh mét, đang muốn ra tay thì chợt nghe Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm đến, để ta. Trương Văn Tú. Kiếm. Khi nhìn thấy thanh kiếm sao ấy, cả người Diệp Huyên sôi sục lên. Thanh kiếm này rất mạnh mẽ, bởi vì nó ẩn chứa tinh thần chi lực vô cùng tinh khiết. Nếu có thể hấp thụ được nó thì quả thật phải nói là đại bổ. Diệp Huyên không chút do dự mà vọt thẳng lên đó. Lúc này đây, hắn đã đẩy tốc độ của mình đến cực hạn. Phía xa xa, Nguyên Thắng kia như nhớ ra điều gì đó mà lập tức biến sắc, không được, hắn có thể hấp thụ kiếm. Mau bỏ trận này đi. Bỏ trận. Bốn ông lão áo trắng đứng sau Nguyên Thắng bấy giờ cũng sực nhớ ra. Diệp Huyên này có thể hấp thụ kiếm. Bốn người lập tức định rút trận về, nhưng Diệp Huyên bấy giờ đã vọt đến trước thanh kiếm sao kia, nó cũng đang không ngừng lao xuống, sau đó đâm vào đỉnh đầu của Diệp Huyên. Ầm. Một hơi thở mạnh mẽ bỗng bộc phát từ trong cơ thể Diệp Huyên, khi luồng hơi thở này xuất hiện, trong chớp mắt vùng tinh không xung quanh lập tức sục sôi. Thấy cảnh này, sắc mặt của Nguyên Thắng đứng phía dưới trở nên vô cùng khó coi, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hấp thụ kiếm. Ông ta chưa bao giờ gặp phải ai như vậy. Quan trọng nhất là thanh kiếm sao này được ngưng tụ từ trận pháp, uy lực cực lớn, vậy mà Diệp Huyên cũng có thể hấp thụ được. Sắc mặt Trương Văn Tú cũng ra chiều quái lạ, thanh kiếm vừa nãy ẩn chứa sức mạnh rất lớn, cho dù là nàng ta cũng có chút kiêng kỵ, nhưng Diệp Huyên này lại có thể cắn nuốt. Quái thai. Trương Văn Tú lắc đầu, không thể không nói, Diệp Huyên này rất thần bí. Trên không, sau khi Diệp Huyên hấp thụ thanh kiếm kia, một năng lượng cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn, mà vào đúng lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình như sắp nổ tung. Năng lượng ẩn chứa trong thanh kiếm đó quá kinh khủng. Diệp Huyên vội vàng nhìn xuống Trương Văn Tú ở phía dưới, giúp ta. Nói xong, hắn lập tức tiến vào trong thư viện. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi bắt đầu điên cuồng hấp thụ những năng lượng kia. Hắn nhất định phải hấp thụ cho bằng hết đống năng lượng này, nếu không cơ thể hắn sẽ vỡ tung. Đúng lúc này, Nguyên Thắng trên không trung bỗng lên tiếng, không được để hắn hấp thụ những năng lượng kia. Nói xong, ông ta vọt thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Trương Văn Tú đứng cạnh Diệp Huyên vẻ mặt vô cảm, trường thương trong tay bỗng hóa thành một tia sét lao ra. Nguyên Thắng kia lập tức bị một thương của Trương Văn Tú đẩy lùi, mà đúng lúc này, bốn ông lão phía sau Nguyên Thắng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Trương Văn Tú. Trương Văn Tú khẽ nhíu mày lại là bốn lão sống dai các ngươi. Nàng ta biết bốn người này chính là trận pháp sư của phệ linh tộc, các loại trận pháp của phệ linh tộc đều do bốn người này bố trí và điều động. Bốn ông lão áo trắng không để ý đến Trương Văn Tú, cả bốn lập tức bấm quyết bằng hai tay, miệng đọc nhanh những chú văn. Chẳng mấy chốc, bốn phía quanh Trương Văn Tú xuất hiện từng sợi xích sắt đỏ như máu, những xích sắt này như một lao tù giam cầm lấy không gian xung quanh Trương Văn Tú. Vẻ mặt Trương Văn Tú trở nên dữ tợn, nàng ta cầm thương quét ngang một đường. Một tia sấm lập tức nổ ra từ vùng không gian nàng ta đang đứng, những sợi xích sắt đỏ kia rung lên kịch liệt, nhưng chúng lại không hề đứt gãy vì một thương của nàng ta. Khóe miệng Trương Văn Tú lại cong lên đầy dữ tợn. Nàng ta đột nhiên vọt về trước, đâm thương ra. Không gian trước mặt nàng ta lập tức nổ tung, thế nhưng những sợi xích đỏ kia vẫn không biến mất, chúng cứ gắt gao khóa chặt lại vị trí nàng ta đứng. Bị nhốt rồi. Sắc mặt Trương Văn Tú đanh lại, nàng ta lại dồn hết sức phun thêm một thương nữa, lần này,
những sợi xích đỏ kia đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ xíu lít nha lít nhít. Mà đúng lúc này, một ông lão áo trắng đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thắng cách đó không xa, giết Diệp Huyên trước đã. Giết Diệp Huyên. Nguyên Thắng cùng người đàn ông đeo cổ cầm bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Những cường giả của thư viện Vạn Duy cũng dồn dập xông đến, trong đó Lâm Tiếu Thư đã lao thẳng đến chắn trước mặt người đàn ông đeo cổ cầm. Ông ta mở một quyển sách cổ, miệng lẩm nhẩm vài câu, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bùng phát ra từ trong quyển sách cổ ấy. Người đàn ông đeo cổ cầm kia không dám coi thường, lập tức lấy cầm ra gảy nhanh một đường. Ầm ầm ầm. Phía chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà Nguyên Thắng thì lại nhắm thẳng vào Diệp Huyên, lúc này thư viện Vạn Duy đã không còn ai có thể ngăn cản ông ta. Ngay lúc ông ta còn cách Diệp Huyên chừng nửa trượng, giữa lông mày Diệp Huyên bỗng xuất hiện một tòa tháp nhỏ kia xông thẳng vào Nguyên Thắng, Nguyên Thắng biến sắc, vội đưa tay lên cản lại. Ầm, Nguyên Thắng lập tức bị đánh lui. Sau khi Nguyên Thắng dừng lại, ông ta cau mày, uy lực của tháp nhỏ này có chút vượt quá dự liệu của ông ta. Trên không, ngọn tháp nhỏ đang rung động. Nguyên Thắng nhìn tháp nhỏ, trong mắt ánh lên một tia nghiêm nghị, mà lúc này, một ông lão áo trắng cách đó không xa đột nhiên gào lên, đừng phí thời gian thêm nữa. Chúng ta không giữ nỗi nàng ta lâu đâu. Nguyên Thắng sực tỉnh, ông ta ngẩng đầu nhìn lên không, kềm chế tháp này lại. Vừa dứt lời, không trung đột nhiên xuất hiện một ông lão mặc áo tang, lão ta đột nhiên đánh một quyền về phía tháp giới ngục, tháp không hề né tránh mà là bay thẳng đến đâm vào ông lão kia. Mà lúc này, Nguyên Thắng bỗng giẫm chân phải một cái, lập tức hóa thành một luồng hắc quang bắn về Diệp Huyên ở phía xa xa. Phải giết Diệp Huyên đầu tiên. Ở đằng xa, Diệp Huyên đột nhiên mở choàng hai mắt, một khắc sau, hắn rút kiếm Thiên Chu ra vung lên chém về trước. Ầm, một nhát chém này trực tiếp làm nổ tung không gian ở trước mặt hắn, mà Nguyên Thắng kia cũng chớp mắt bị đẩy lùi hơn trăm tượng. Diệp Huyên nắm thật chặt kiếm Thiên Chu trong tay phải. Quanh người hắn còn có một luồng hơi thở mạnh mẽ đang không ngừng lan tràn từ trong cơ thể ra bốn phía xung quanh. Nơi luồng hơi thở này đi qua, không gian lại sôi sục như mặt nước bị đun nóng. Nguyên Thắng nhìn Diệp Huyên, ông ta híp mắt lại, sao ngươi lại đột ngột trở nên mạnh mẽ như vậy? Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này đây, hắn cảm thấy trong cơ thể mình đang chảy một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, hắn biết, đây là nhờ thanh kiếm sao ban nãy mang đến. Hắn buộc phải hấp thu những sức mạnh kia, nếu không thì chúng sẽ dần dần biến mất. Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú ở bên kia, lúc này Trương Văn Tú vẫn đang bị nhốt. Đột nhiên Diệp Huyên lại biến mất. Mà khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất đó, Nguyên Thắng phía xa xa cũng biến mất theo, tất nhiên ông ta không muốn để Diệp Huyên đi giúp Trương Văn Tú. Nếu Trương Văn Tú thoát vây thì người bình thường quả thật không thể cản được nàng ta. Thực lực của người phụ nữ này chỉ xếp sau sáu đại cường giả. Thấy Nguyên Thắng vào tới, Diệp Huyên tung một chiêu kiếm ra, nhất kiếm vô lượng. Trên kiếm Thiên Chu có một linh tự, diệt. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, sắc mặt Nguyên Thắng lập tức thay đổi, hai tay ông ta vội chặp lại, ngay sau đó linh khí trong ngàn trượng xung quanh lập tức bị ông ta rút cạn, mà trong hai tay ông ta đã ngưng tụ thành một chiếc khiên linh khí. Kiếm của Diệp Huyên chém đến. Tấm khiên linh khí rung lên dữ dội, ngay sau đó hai người liên tục thối lui lại, mà trong quá trình ấy, kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên lại lần nữa hóa thành một luồng kiếm quang bắn ra. Phía xa xa, khóe miệng Nguyên Thắng cong lên một hình thù rất dữ tợn, ông ta đột nhiên siết tay phải thành nắm đấm, sau đó tung một quyền ra. Ầm ầm, trong một quyền của ông ta còn mang theo luồng linh khí mạnh mẽ bạo nộ ra. Ầm. Nắm đấm bộc linh khí đồng thời đâm sầm vào kiếm quang của Diệp Huyên, nhưng lúc này Diệp Huyên đã vọt tới được chỗ của Trương Văn Tú, hắn vội vung tay phải lên, kiếm Thiên Chu nhanh chóng về lại tay hắn, một chốc sau, hắn cầm kiếm đâm mạnh về trước một cái. Mà nháy mắt Diệp Huyên xuất kiếm đó, Trương Văn Tú cũng tung ra một thương. Thương tựa một tia sét. Trong ngoài phối hợp, thương đâm ra, kiếm hạ xuống, những xích sắt giam cầm Trương Văn Tú bỗng rung lên. Sau đó lập tức nổ tung. Trương Văn Tú thoát vây. Diệp Huyên vội vàng nói, Văn Tú cô nương, giúp ta chống đỡ một lát nhé, nửa canh giờ là đủ. Nói xong hắn vội ngồi xếp bằng xuống đất rồi bắt đầu điên cuồng hấp thụ dòng năng lượng trong cơ thể.
Trương Văn Tú liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta có thể không giúp được không? Diệp Huyên. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Nguyên Thắng, còn muốn đánh nữa. Nguyên Thắng trầm mặc. Đúng lúc này, một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mặt Nguyên Thắng, khi thấy người đàn ông này, Trương Văn Tú bỗng híp hai mắt lại. Rất mạnh. Mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không thua kém gì mình. Người đàn ông cười nói, tại hạ là nguyên kỷ của Phệ Linh tộc, Văn Tú cô nương, nể mặt tiên tri, ta có thể cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô không nhúng tay vào việc này, ta có thể cam kết với cô rằng hôm nay chúng ta chỉ nhắm vào Diệp Huyên, tuyệt không động vào một tấc nào của Thư viện Vạn Duy. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nghe chưa? Người ta chỉ nhắm vào ngươi thôi. Diệp Huyên đen mặt lại, chẳng lẽ người phụ nữ này dao động rồi hả? Lúc này, Trương Văn Tú nhìn về phía người đàn ông nọ rồi cười nói, thứ nhất, Thư viện Vạn Duy ta hiện tại đang liên minh với Diệp Huyên, nữ đế Tu La và Phù Văn Tông. Hôm nay nếu ta bỏ mặc Diệp Huyên, không cần chờ Phệ Linh tộc ngươi ra tay, Phù Văn Tông cùng nữ đế Tu La cũng sẽ chắc chắn không buông tha cho Thư viện Vạn Duy. Thứ hai, Diệp Huyên nắm giữ chìa khóa, mà thư phòng kia lại ở chỗ thư viện của ta, các ngươi giết được Diệp Huyên, vậy mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Cho dù là óc heo cũng biết chắc chắn sẽ là Thư viện Vạn Duy. Hiện tại ta bỏ mặc hắn thì chẳng khác nào tự chặt một tay, người nghĩ ta là đồ ngu sao? Nguyên Kỷ khẽ mỉm cười, Văn Tú cô nương, chúng ta cũng chưa chắc sẽ trở thành kẻ địch, không phải sao? Trương Văn Tú cười nói, ta biết chứ, nếu muốn không thành địch thì chỉ có một cách, chính là tự tay dâng thư phòng Vạn Duy lên cho các ngươi đúng không? Nguyên Kỷ cười nói, Văn Tú cô nương là một người thông minh, hẳn phải biết Thư viện Vạn Duy đã không còn như xưa nữa, các cô bây giờ không có năng lực bảo vệ được thư phòng kia. Trương Văn Tú đưa nói, thư phòng kia là thầy để lại, cho dù tất cả người trong Thư viện Vạn Duy ta có phải ngã xuống, thì chúng ta cũng sẽ không giao nó ra để xin được sống. Nguyên Kỷ trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, vì giết được hắn. Phệ Linh tộc ta đã toan tính từ lâu, hôm nay nếu không kết liễu được Diệp Huyên này thì sẽ là một tổn thất rất rất lớn với chúng ta. Vì thế, hôm nay hắn phải chết. Vừa dứt lời, sau lưng gã bỗng xuất hiện thêm bốn ông lão mặc áo đen, bốn người đều được áo bào đen rộng thùng thình choàng kín, không thấy được diện mạo thật. Mà bốn người này đều là thiên cơ cảnh đỉnh cao, mà Trương Văn Tú cũng là thiên cơ cảnh đỉnh cao, tất nhiên thiên cơ cảnh cũng chia thành mạnh yếu. Mà sự mạnh yếu này chính là điều kiện để xem thử ai có thể tiến vào không gian duy độ cao tầng hơn. Có điều hơi thở của bốn lão áo đen trước mắt này lại không hề thua kém Trương Văn Tú. Trương Văn Tú ở bên khẽ nói, thật sự quyết tâm. Nàng ta biết, một tộc lớn như Phệ Linh tộc có gốc gác rất sâu, bây giờ Thư viện Vạn Duy đã không thể đối đầu lại được với người ta nữa rồi. Lúc này, Nguyên Kỷ đột nhiên cười nói, Văn Tú cô nương. Để ta xem một chút, Thư viện Vạn Duy cô sẽ bằng lòng trả giá bao nhiêu để bảo vệ Diệp Huyên này. Trương Văn Tú nhìn Nguyên Kỷ, người khẳng định ta sẽ không mở đại trận kia ra đúng không? Nguyên Kỷ nhìn Trương Văn Tú rồi cười đáp, nếu cô mở ra, ta chắc chắn sẽ chết, nhưng ta có thể cam đoan với cô rằng Thư viện này sẽ không sống quá 3 ngày nữa, cho dù là phu tử trở về cũng vậy thôi. Văn Tú cô nương, cô dám mở đại trận kia ra sao? Dám sao? Trương Văn Tú bỗng im lặng. Đại trận kia là bùa hộ mệnh cuối cùng của Thư viện Vạn Duy, một khi mở ra thì đồng nghĩa với việc Thư viện Vạn Duy đã đánh mất lá bài tẩy cuối cùng của mình, khi đó Thư viện Vạn Duy sẽ càng thêm nguy hiểm. Dùng không? Tất nhiên là không thể dùng rồi. Ít nhất cũng không thể dùng để đối phó với Nguyên Kỷ, loại người như gã vẫn chưa đáng để Thư viện Vạn Duy mở ra đại trận. Nhưng nếu không dùng đại trận kia thì Thư viện Vạn Duy phải chống đỡ lại đám Nguyên Kỷ như thế nào? Ở đây ngoại trừ Nguyên Kỷ ra còn có bốn lão áo trắng và bốn lão áo đen, bốn trắng làm chủ trận pháp, mà bốn đen dù chưa ra tay, nhưng dựa vào hơi thở của đối phương thì cũng biết được không hề thua kém nàng ta. Tất nhiên, nếu đấu đơn, nàng ta tự tin mình có thể chém chết bất kỳ ai ở trong đó. Vấn đề là hiện tại không phải là lúc đấu đơn. Mà ngoại trừ mấy người này ra, phía trên Thư viện Vạn Duy cũng còn một vài cường giả Phệ Linh tộc khác, không những thế, còn có những tên khác không thuộc Phệ Linh tộc nữa. Đánh thế nào đây?
Trương Văn Tú trầm mặc. Lúc này nàng ta đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mà lúc này, phía Nguyên Kỷ bỗng cười bảo, ra tay. Vừa dứt lời, bốn ông lão áo trắng sau lưng gã lập tức bấm quyết, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, linh khí bốn phía bỗng như thủy triều cuộn trào ập về phía Trương Văn Tú. Tất nhiên là đang muốn cản Trương Văn Tú lại. Trương Văn Tú chậm rãi siết tay phải lại, sắc mặt nàng ta hiện giờ rất nặng nề, thư viện Vạn Duy chưa từng bị người khác ức hiếp đến mức này. Trương Văn Tú đột nhiên gào lên, cả người nàng ta lập tức trở nên hư huyễn, mà quanh thân nàng có vô số tia chớp đang không ngừng bắn ra bốn phía tựa núi lửa dâng trào. Cùng lúc đó, từng bóng kiếm lấy nàng ta làm trung tâm đang liên tục lao vun vút ra ngoài. Thấy cảnh này, ông lão áo trắng cầm đầu biến sắc, các ngươi mau ra tay, chúng ta cùng lắm chỉ cản được nửa khắc. Nửa khắc? Nguyên Kỷ khẽ gật đầu, vậy là đủ rồi. Nói xong, gã nhìn về phía bốn ông lão áo đen, bốn người này đồng loạt nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới. Một khắc sau, cả bốn cùng biến mất, mà khi họ xuất hiện lần nữa là đã ở trước mặt Diệp Huyên. Bốn cường giả siêu cấp liên thủ. Tất nhiên chúng không muốn chừa cho Diệp Huyên bất cứ cơ hội nào. Mà giờ khắc này đây, Diệp Huyên tất nhiên không dám hấp thụ tiếp nữa, hắn bỗng mở choàng hai mắt, mà giữa hàng mày hắn lại có một tòa tháp nhỏ hiện ra. Tháp giới ngục. Một tiếng nổ vang như sấm rền vọng khắp chân trời, ngay sau đó, Diệp Huyên lập tức cầm tháp thối lui lại liên tục. Tuy tháp giới ngục đã đỡ được một đòn liên thủ của bốn người kia, nhưng Diệp Huyên vẫn chịu đa phần sức ảnh hưởng, lúc hắn dừng lại, lập tức ho ra một búng máu. Đòn đánh này đã khiến ngũ tạng của hắn nát bét. Mà đúng lúc này, bốn ông lão áo đen lại biến mất lần nữa. Diệp Huyên ở phía xa xa đột nhiên co rút con ngươi lại, thời khắc này hắn không dám giữ lại chút gì cho mình, thế là vội lấy một viên kim đan ra ăn vào. Thần đan tu di. Vừa nuốt viên đan này vào, một cỗ sức mạnh cường đại đột nhiên hội tụ lại khắp thân thể Diệp Huyên, lúc này đây, hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp cháy trụi. Thêm vào tinh thần chi lực ban nãy còn chưa hấp thụ hết, Diệp Huyên cảm giác như thân thể mình sắp nổ tung. Nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian để quan tâm đến thân thể của mình, liền vội vàng tung một chiêu kiếm ra. Xoẹt! Không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, một khắc sau, Diệp Huyên biến mất ngay tại chỗ, bốn ông lão áo đen lại vồ hụt. Phía xa xa, Nguyên Kỷ ngây cả người, một khắc sau, sắc mặt gã bỗng thay đổi hoàn toàn. Không gian duy độ 4 tầng. Mau chạy. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt một ông lão áo đen, thấy thế con ngươi lão ta lập tức co rụt lại, chiêu kiếm này mạnh quá sức dự đoán của lão nhiều lắm. Nhưng lão ta không chọn cách đứng chờ chết. Khoảnh khắc tia kiếm quang này xuất hiện, hai tay lão ta đột nhiên chập lại, một luồng sức mạnh bỗng bạo phát ra từ cơ thể của lão. Nương theo chiêu kiếm Diệp Huyên chém xuống. Cỗ sức mạnh ông lão áo đen vừa thả ra bỗng biến mất chẳng còn thấy đâu, kiếm vẫn cứ lao thẳng tắp xuống đỉnh đầu của lão ta. Xoẹt! Thân thể của lão áo đen bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chia thành hai nửa, mà khi linh hồn định bỏ chạy thì kiếm chấn hồn lập tức xuất hiện đuổi theo lão. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của ông lão áo đen đã bị hấp thụ sạch. Mà ba lão còn lại đã lui ra ngoài hơn trăm trượng. Giờ khắc này cả ba đều vô cùng cẩn trọng. Sắc mặt của Nguyên Kỷ cũng lộ rõ vẻ khó tin, gã nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, sao có thể như vậy được? Sao ngươi lại có thể dùng được không gian duy độ 4 tầng? Vô số cường giả ở xung quanh cũng khiếp đảm không thôi. Không gian duy độ 4 tầng. Hiện tại ngay cả Trương Văn Tú kia cũng không thể vào được loại không gian này. Cũng chỉ có cường giả tầm cỡ như Diệp Liên mới có thể tiến vào thôi. Mà Diệp Huyên đang là cảnh giới gì? Chỉ mới sinh tử cảnh. Một sinh tử cảnh lại có thể tiến vào không gian duy độ 4 tầng. Trò đùa gì thế? Diệp Huyên ở phía xa nắm chặt kiếm Thiên Chu, sắc mặt hắn trắng bệch, bàn tay giấu sau tay áo đang run bần bật. Vừa nãy tuy hắn dựa vào đan tu di để có được lực lượng tu di, sau đó lại dùng lực lượng ấy để tiến vào không gian duy độ 4 tầng, thế nhưng với thực lực cùng thân thể hiện tại của hắn thì hoàn toàn không có tư cách đặt nửa bước vào chiều không gian đó. Vậy mà hắn lại cố vào. Việc này chắc chắn phải trả giá rất lớn. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân mình như bị rút cạn. Nhưng hắn không dám để lộ ra ngoài.
Sau khi hấp thụ nước suối sinh mệnh xong, sắc mặt hắn dễ chịu hơn rất nhiều, hắn nhìn về phía Nguyên Kỷ rồi cười nói, bất ngờ không? Nguyên Kỷ nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, sao ngươi lại làm được? Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, các ngươi muốn biết thân phận thật sự của ta không? Thân phận thực sự? Nguyên Kỷ khẽ nhíu mày, ngươi còn có thân phận nào khác? Diệp Huyên cười nói, sao nào, Phệ Linh tộc không điều tra ta à? Nguyên Kỷ trầm mặc. Tất nhiên bọn họ đã điều tra về Diệp Huyên. Đến từ vũ trụ tứ duy, 18 tuổi mới bắt đầu tu kiếm, thế nhưng lại tiến bộ thần tốc trong kiếm đạo, hơn nữa sau lưng hình như còn có một vị nữ kiếm tu rất thần bí. Mà với vị nữ kiếm tu này họ không tài nào tra được tư liệu liên quan, cũng không biết nàng ấy mạnh đến mức nào. Nói tóm lại, Diệp Huyên quả thật có chút thần bí, nhất là quan hệ giữa Diệp Huyên và nữ đế Tu La. Bọn họ có nghĩ như nào cũng không thể thông được quan hệ của hai người. Mà lúc này đây, khi thấy Diệp Huyên có thể tiến vào không gian duy độ 4 tầng, Nguyên Kỷ đã thật sự bị dọa khiếp. Không gian duy độ 4 tầng. Loại không gian khó hiểu này, cho dù là gã cũng không thể nào vào được. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại nói, thật ra thân phận thật sự của ta là. Đúng lúc này, một ông lão áo trắng cách đó không xa bỗng lên tiếng. Hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Nguyên Kỷ sực tỉnh, thực lực của Diệp Huyên này căn bản không thể sánh được ngang với Diệp Liên. Hơn nữa nếu hắn thật sự có bản lĩnh ấy thì tại sao không sớm càn quét hết tất cả, mà lại ở đây rông dài với gã? Chỉ có một đáp án, Diệp Huyên chắc chắn đã dùng bí pháp gì đó để cưỡng chế vào được chiều không gian kia. Phản phệ. Diệp Huyên bấy giờ chắc chắn là đang bị phản phệ. Nguyên Kỷ nhìn về phía Diệp Huyên, ra tay. Ba ông lão áo đen còn lại lập tức biến mất, mà đúng lúc này, Diệp Huyên lại lần nữa bốc hơi tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, ba ông lão áo đen cùng Nguyên Kỷ hoàn toàn tái bệch mặt, ba ông lão áo đen vội vàng thối lui về sau, phải biết rằng một khi Diệp Huyên tiến vào không gian duy độ 4 tầng, thì chắc chắn sẽ thành một tồn tại hoàn toàn áp chế bọn họ. Không ai dám đỡ lấy một chiêu kiếm đã tiến vào không gian duy độ 4 tầng của Diệp Huyên. Nhưng khi bọn họ lùi về sau xong xuôi mới phát hiện Diệp Huyên không hề xuất hiện. Diệp Huyên đâu? Ba ông lão đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyên này như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Mà đúng lúc này, một luồng kiếm quang bỗng xuất hiện ở khu vực của Trương Văn Tú, ba ông lão áo đen cùng Nguyên Kỷ đồng loạt quay phát sang nơi đó. Mà lúc này, nương theo luồng kiếm quang kia xuất hiện, một lão áo trắng đã bị chém lùi lại liên tục, mà khi vừa mất thế cân bằng, trận pháp cả bốn đang duy trì lập tức vỡ vụn, Trương Văn Tú vọt ra, bay thẳng đến chỗ của một ông lão áo trắng. Lúc này đây Trương Văn Tú như thể đã hóa điên. Giận. Nàng ta đã thật sự nổi giận. Từ khi nào thư viện Vạn Duy bị người ngoài chèn ép đến mức này? Trương Văn Tú trong cơn phẫn nộ không chỉ là mạnh bình thường thôi đâu. Trường thương của nàng ta đi đến đâu, không gian lập tức hóa thành hư vô. Ông lão áo bào trắng bị Trương Văn Tú đâm thương đến lập tức biến sắc, lão chắp tay lại trước ngực, linh tụ. Vừa dứt lời, linh khí chung quanh lão đột nhiên tụ về nơi lão đứng, cuối cùng tạo thành một bức tường dày đặc linh khí chắn ở trước mặt lão. Khóe miệng Trương Văn Tú cong lên thành hình thù rất dữ tợn, chết đi. Dứt lời, nàng ta cầm trường thương đâm mạnh về phía trước. Đường thương nổ tung rồi lao ra ngoài. Bức tường linh khí kia lập tức hóa thành than tro, ông lão áo trắng cả kinh trong lòng, đang định chạy thì đúng lúc này lại có một thanh trường thương với tốc độ vô cùng nhanh lao đến xuyên thủng qua giữa lông mày lão ta. Xoẹt! Ông lão áo trắng trợn tròn mắt, thân thể cứng ngắc. Lúc này Trương Văn Tú lại xuất hiện trước mặt ông lão áo trắng, nàng ta bỗng rút thanh thương ra. Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe. Sau khi rút trường thương ra, Trương Văn Tú lại quay sang quét ngang mũi thương. Ông lão áo trắng đầu lìa khỏi thân, máu tươi phun như suối. Trương Văn Tú xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này sắc mặt Diệp Huyên đã trắng bệch, bấy giờ ai cũng có thể thấy rõ được tình hình hiện tại của hắn không hề ổn. Diệp Huyên không có lựa chọn nào khác, hắn biết mình không thể nào chống cự thêm được nữa, chỉ có thể liều mình giải thoát cho Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, còn đánh được không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Cần bao lâu? Nửa canh giờ. Trương Văn Tú gật đầu, ta kéo thêm cho người nửa canh giờ.
Diệp Huyên nhìn về phía Trương Văn Tú, chắc chắn không? Trương Văn Tú lắc đầu, không chắc. Diệp Huyên. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía đám người Nguyên Kỳ cách đó không xa, khẽ nói, nhanh chữa thương đi, còn lại giao cho ta. Diệp Huyên gật đầu, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa mà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Trương Văn Tú mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện trong tay nàng ta, Trương Văn Tú chậm rãi khép hai mắt lại, thầy à, ta phải nuốt lời rồi. Vừa nói xong, nàng ta mở choàng hai mắt. Xoẹt xoẹt. Hai tia hắc quang bỗng bắn mạnh ra từ trong đôi mắt của Trương Văn Tú, trong cơ thể nàng ta cũng bỗng có một luồng hắc khí đột nhiên tràn ra ngoài. Phía xa xa, Nguyên Kỳ kia lập tức biến sắc, nhập ma, đây là huyết mạch chi lực, ngươi là hậu duệ của ma tộc Thượng Cổ. Ma tộc Thượng Cổ là một chủng tộc đã sắp bị người đời quên lãng kể từ khi họ biến mất vào rất lâu trước kia. Bọn họ có mặt còn trước cả Phệ Linh tộc nhưng số người biết đến họ hiện nay còn rất ít. Vừa khéo trong đó có Phệ Linh tộc, bởi vì họ đã từng phái ra rất nhiều cường giả để tìm kiếm di tích của chủng tộc này. Ma là một chủng tộc xa xưa lại thần bí. Sau nhiều năm điều tra, Phệ Linh tộc vốn cho rằng ma tộc đã hoàn toàn biến mất, nhưng Nguyên Kỷ không ngờ Trương Văn Tú này lại là một người thuộc chủng tộc này. Trong tay Trương Văn Tú là một ngọn thương toàn thân đen nhánh, mái tóc vàng đã nhuộm màu mực, cả người toát ra ma khí ngập trời, trông như ma thần giáng lâm. Nguyên Kỷ nhìn chằm chằm Trương Văn Tú với vẻ kiêng kỵ in hẳn trong mắt. Bỗng nhiên, nàng ta biến mất tại chỗ. Âm thanh xé rách vang lên. Trước mắt mọi người, không gian phía trước Nguyên Kỷ nổ bể tan tành, một ngọn thương đen lao ra từ trong đó, thẳng về phía ông ta. Nguyên Kỷ siết tay, tụ tập sức mạnh lại trong quả đấm. Khi ngọn thương trực đến trước mắt, sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, vung đấm ra. Quỳnh! Không gian ở giữa vỡ tan thành hư vô. Khi Nguyên Kỷ bay vút ra ngoài, ngọn thương của Trương Văn Tú lại đâm thủng nắm đấm, theo đó mà xuyên qua toàn bộ cánh tay ông ta. Sức mạnh khổng lồ đẩy ông ta văng đi hơn trăm trượng. Chỉ một chiêu đã bại rồi. Những người khác không khỏi biến sắc. Sao tự dưng Trương Văn Tú lợi hại vậy chứ? Ở nơi xa, Nguyên Kỷ nhìn xuống tay phải của mình mà đồng tử rụt lại. Nỗi sợ dâng lên trong tim khi thấy nó và cả cơ thể đang bị ăn mòn với tốc độ khủng khiếp. Ông ta ngẩng lên nhìn đối thủ. Trương Văn Tú nhẹ nhàng vung tay phải, ngọn thương đen đã lại xuất hiện trong tay. Nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, dòng máu trong người sôi trào. Nếu nhìn kỹ, người ngoài có thể phát hiện máu của nàng ta không phải màu đỏ mà cũng là một màu đen sẫm. Đó là huyết mạch ma tộc. Nàng ta đang khởi động huyết mạch đứng thử ba vũ trụ ngũ duy đương thời, gần kề với huyết mạch thiên long và huyết mạch phàm nhân trong truyền thuyết. Thật ra thì toàn bộ cường giả có mặt trong thư viện đều sửng sốt vô cùng, bởi họ không ngờ Trương Văn Tú lại sở hữu huyết mạch mạnh mẽ đến thế. Trừ tiên tri ra, không một ai biết về lai lịch thật sự của nàng ta, chỉ biết nàng được tiên tri mang về. Ban đầu không có bao nhiêu người vừa mắt nàng ta bởi bản tính kiêu ngạo. Chỉ cần nói năng không hợp nhau sẽ lao vào gây gổ. Vậy mà nàng ta lại còn mạnh kinh khủng, không ai là đối thủ của nàng trừ phu tử. Nhưng Trương Văn Tú tuy hiếu chiến hiếu thắng như một tiểu ma đầu, đồng thời học thức lại không thua kém gì phu tử, vì vậy người trong thư viện vừa ghét lại vừa kính nàng. Trương Văn Tú siết ngọn thương trong tay lại, máu chảy toàn thân sôi trào như dung nham, sức mạnh tản mát ra càng lúc càng mạnh. Khi khởi động huyết mạch, thực lực của nàng ta đã không còn xếp dưới 6 đại cường giả nữa. Bỗng nhiên, Trương Văn Tú mở mắt, khi ánh mắt nàng chạm vào Nguyên Kỷ đang bị ăn mòn dần đó, ông ta biến sắc kịch liệt, vội vã lùi lại. Xoẹt! Một tia sáng đen lóe lên, bước chân Nguyên Kỷ dừng lại, thủ cấp biến mất. Sau lưng ông ta chính là Trương Văn Tú, với một cái đầu đầm đìa máu treo trên mũi thương. Còn có thể là đầu ai ngoài Nguyên Kỷ nữa? Ông ta đã bị giết trong nháy mắt. Cường giả Phệ Linh tộc thấy vậy thì biến sắc, nhận ra thực lực của Trương Văn Tú thật sự đã tăng vọt đến khủng khiếp. Trương Văn Tú đưa mắt nhìn ba ông lão áo đen, những người mạnh nhất đang có mặt tại đây. Cả ba lập tức tái mặt, nàng ta hiện giờ là một thế lực không ai mà không phải kiêng kỵ. Bỗng nhiên, cả bốn người biến mất. Tiếng nổ đinh tai vang lên trên bầu trời thư viện Vạn Duy. Ba ông lão áo đen bị đẩy lui liên tục. Đã là một chọi ba mà còn nghiền áp hoàn toàn, khiến đối phương chỉ có thể bị động phòng thủ. Ở dưới,
Diệp Huyên vừa chữa thương vừa hấp thu sức mạnh của kiếm sao dưới sự bảo vệ của tòa tháp nhỏ. Hiện giờ nó đã mạnh đến nỗi người thường căn bản không phải đối thủ của nó. Ở nơi xa, người đàn ông đeo cổ cầm đang giao thủ với Lâm Thiếu Thư bỗng dừng tay. Đôi mắt ông ta lướt nhìn bốn phía trước khi dừng lại trên người Diệp Huyên, nhưng Lâm Thiếu Thư đã bước đến chắn đường. Ông ta nhìn lên, Lâm Thiếu Thư, theo ta được biết, Diệp Huyên kia đã giết rất nhiều người trong thư viện của người. Thấy Lâm Thiếu Thư im lặng, ông ta lại nói, ngươi. Lâm Thiếu Thư bỗng lên tiếng, ta không ưa hắn, nhưng hắn không thể chết hôm nay. Sắc mặt người đàn ông đối diện sạm đi, khi nhìn thấy ba ông lão bị Trương Văn Tú đánh lui thì lại càng khó xem hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, Trương Văn Tú có thể sẽ giết cả ba. Hơn nữa, thời gian đã trôi qua đủ lâu rồi, nếu Lý Mộ Bạch không thể kềm chế nữ đế Tu La, tình huống sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Như nghĩ đến gì đó, người đàn ông bỗng ngẩng lên nhìn chân trời. Sâu trong đám mây là một cô gái đang đứng, chính là Võ Thắng Nam của Võ Quốc. Ông ta nói, Võ cô nương, nếu hôm nay không tiêu diệt Diệp Huyên, ngày sau khó có cơ hội tốt như vậy. Võ Thắng Nam chỉ nhàn nhạt đáp lời, theo ta biết, Nguyên Thiên Đại Tôn của Phệ Linh tộc các ngươi cũng không thua kém gì sáu đại cường giả, vì sao ông ta không ra tay? Nguyên Thiên Đại Tôn ư? Sắc mặt người đàn ông đanh lại, Phệ Linh tộc lần này không dùng hết toàn lực khi tìm giết Diệp Huyên. Sở dĩ trước kia họ chỉ ra tay sau khi hắn rời khỏi Thư viện Vạn Duy là vì còn kiêng kỵ nơi ấy, bởi Thư viện Vạn Duy không chỉ có phu tử mà còn có một tòa đại trận cực kỳ mạnh mẽ. Họ chưa muốn hoàn toàn trở mặt liều chết với Thư viện Vạn Duy, nhưng họ không ngờ Diệp Huyên lại trở về Thư viện. Không ai ngờ đến chuyện này cả. Nếu Phệ Linh tộc muốn tiêu diệt cả Thư viện Vạn Duy, họ ắt phải đối mặt với cả phu tử lẫn đại trận trong truyền thuyết, một điều mà họ chưa muốn làm, bởi vì cái giá phải trả là rất đắt. Lựa chọn tốt nhất của họ là khiến Võ Thắng Nam và kỵ binh táng thần do nàng ấy chỉ huy ra tay. Nào ngờ Võ Thắng Nam chỉ thản nhiên nhìn Diệp Huyên và Trương Văn Tú đã khởi động huyết mạch rồi xoay người rời đi. Nàng ấy có cơ hội thắng rất lớn nếu chịu ra tay, bởi Diệp Huyên sẽ không thể ngăn lại nàng ấy lẫn kỵ binh táng thần, nhưng vì sao nàng ấy phải làm vậy? Nếu nàng ấy ra tay đẩy Thư viện Vạn Duy đến tuyệt cảnh, thì một khi bọn họ khởi động đại trận hoặc vị phu tử kia xuất hiện thì nàng ấy, kỵ binh táng thần và cường giả võ quốc sẽ bị tiêu diệt. Thư viện Vạn Duy hiện giờ tuy không bằng khi xưa, nhưng có ai dám khinh khi họ. Chỉ một phu tử thôi cũng đủ làm bất kỳ thế lực nào chùn bước. Võ Thắng Nam không ngốc, nàng ấy biết nếu ra tay, nàng ấy sẽ trở thành con cờ cho Phệ Linh tộc lợi dụng. Hơn nữa, một khi giết Diệp Huyên, nàng ấy sẽ bị nữ đế Tu La truy sát đến cùng, mà ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của cường giả nhường ấy. Vì vậy, Võ Thắng Nam quả quyết rời đi. Bởi nàng ấy biết rõ cái giá của việc giết Diệp Huyên là quá đắt. Thấy Võ Thắng Nam đi rồi, sắc mặt người đàn ông đeo cổ cầm trở nên xấu xí vô cùng, Võ cô nương, Võ quốc cô muốn thất tín sao? Võ Thắng Nam dừng bước, quay lại nhìn ông, Phệ Linh tộc các người có nhiều cường giả như vậy, vì sao không ra tay? Đối phương cả giận quát lên, chúng ta phái ra còn chưa đủ sao? Võ Thắng Nam, người muốn võ quốc ta trực tiếp đối mặt với phu tử và đại trận kia, để Phệ Linh tộc các người hưởng sái thành quả, đúng không? Người kia hạ giọng, võ cô nương, chúng ta. Thế này đi, Phệ Linh tộc người phái người ép đại trận khởi động, võ quốc ta đối phó phu tử, được chứ? Những lời này của nàng ấy khiến sắc mặt người đàn ông trở nên khó xem, cô nương, bảo Phệ Linh tộc ta đi đối phó với đại trận đời đầu tiên như vậy, há chẳng phải bảo chúng ta đi chịu chết. Võ Thắng Nam hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn võ quốc ta xuất thủ, cũng chẳng phải là muốn chúng ta đi chết sao? Thấy ông ta còn toan mở miệng, nàng ấy ngắt lời, nói thêm câu nào nữa lão ta chém. Khi nàng ấy xoay gót đi, một ông lão áo đen đã bị Trương Văn Tú vung thương hất bay. Khi ông ta văng ra, thương đã xuyên thủng giữa trán ông ta trong nháy mắt. Máu phun như suối. Người đàn ông đeo cổ cầm biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên cao. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ trong mây, rút lui. Vị phu tử kia đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, vì vậy Phệ Linh tộc không muốn lấy máu đổi máu với Thư viện Vạn Duy. Họ không dám đánh cược liệu phu tử có nỡ bỏ mặc Thư viện hay không.
nhưng chủ yếu là không ai trong họ ngờ rằng Trương Văn Tú lại không tiếc giá nào để bảo vệ Diệp Huyên như vậy, bằng không họ đã có thể giết hắn. Người đàn ông và cường giả phệ linh tộc nhanh chóng rút lui. Trương Văn Tú không đuổi theo, bởi tình huống của nàng có chút khác thường. Đợi đối phương đã rút đi hê rồi, nàng ta nhìn về chân trời, phệ linh tộc, chuyện hôm nay, Trương Văn Tú ta sẽ ghi vào sổ nợ. Một tiếng cười vang lên từ trên cao, phệ linh tộc ta chờ ngươi đến tính sổ. Trương Văn Tú lạnh lùng liếc nhìn, đoạn trở về trước mặt Diệp Huyên. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng nhấc lên vai rồi biến mất. Một khắc sau, Trương Văn Tú đưa hắn đi đến một gian phòng bí mật. Nàng ta mở tay ra, đợi tòa tháp xuất hiện rồi dùng tay trái quẹt nhẹ, đưa nó sang một không gian khác. Diệp Huyên còn đang ngơ ngẩn, bỗng thấy nàng ta nhìn sang hắn. Một khắc sau, y phục toàn thân nàng ta bỗng hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một mảnh lõa lồ. Diệp Huyên ngu người. Chẳng lẽ nàng ta định cưỡng hiếp hắn? Phải công nhận là hiện tại Diệp Huyên có hơi mờ mịt. Trương Văn Tú này sao chưa nói chưa rằng gì đã lột đồ rồi? Muốn làm gì vậy? Diệp Huyên liếc nhìn cơ thể không mảnh vải tuyệt mỹ của Trương Văn Tú, không thể phủ nhận rằng Trương Văn Tú thật sự rất đẹp, nhất là khi không mặc gì, như vậy còn đẹp hơn. Như nhận thấy được Trương Văn Tú đang lườm mình, Diệp Huyên vội vàng rời tầm mắt đi rồi nói với vẻ nghiêm túc, Văn Tú cô nương, ta không phải là một người tùy tiện đâu, cô đừng như thế, ta thật sự không phải loại người như vậy. Nói xong, hắn đã chuẩn bị cởi quần áo ra. Trương Văn Tú bỗng chậm rãi nhắm hai mắt lại, giọng nói hơi run rẩy, người còn nói nhảm nữa thì ta giết ngay. Diệp Huyên im lặng. Nói nhảm gì cơ? Là cô cởi quần áo trước mà. Chẳng lẽ mình hiểu nhầm rồi? Lúc này, Trương Văn Tú lại nói, huyết mạch của ta là ma tộc thượng cổ, huyết mạch này vô cùng bá đạo. Năm đó khi tiên sinh còn ở đây, hắn còn có thể dùng sức mạnh của mình để trấn áp, nhưng bây giờ đã không còn ai trấn áp được huyết mạch của ta nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể không trấn áp không? Trương Văn Tú mở hai mắt nhìn về phía Diệp Huyên, nếu không trấn áp, ta sẽ bị máu của mình bành trướng rồi nổ tung. Vì ta của hiện tại không thể chịu đựng được sự mạnh mẽ của nó, vì thế ta chỉ có thể trấn áp nó lại. Nghe thế Diệp Huyên đã rõ. Huyết mạch của Trương Văn Tú chắc cũng không khác gì huyết mạch của hắn, đều thuộc loại không thể không áp chế xuống. Diệp Huyên thôi không nghĩ nhiều nữa. Hắn nghiêm mặt lại hỏi, ý của Văn Tú cô nương là muốn hai chúng ta kết hợp âm dương hài hòa. Trương Văn Tú bỗng tát một cái xuống đầu Diệp Huyên. Bốp! Tiếng vang rất lớn. Diệp Huyên có chút ngu người, chẳng lẽ không phải dùng âm dương điều hòa lại à? Trương Văn Tú nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, ngươi có tin ta cắt của ngươi không? Diệp Huyên bỗng dưng thấy hông mình lành lạnh, khỏi nghĩ, người phụ nữ này chắc chắn sẽ làm vậy. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, rốt cuộc cô muốn gì, cứ nói thẳng ra đi. Trương Văn Tú hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó nói, máu của ta đang sôi sục, muốn trấn áp chúng chỉ có một cách thôi, chính là tìm một huyết mạch còn mạnh hơn chúng để trấn áp lại. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Văn Tú cô nương, ý cô là huyết mạch của ta còn mạnh hơn cô. Trương Văn Tú gật đầu, ta không biết lai lịch huyết mạch của ngươi là gì. Thế nhưng ta có thể cảm giác được nó mạnh hơn huyết mạch của ta, vì vậy ta cần ngươi giúp ta trấn áp chúng lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta thôi thúc huyết mạch của mình thì ta cũng không khống chế được nó đâu, nguy hiểm lắm. Trương Văn Tú lắc đầu, không cần thôi thúc đâu, chỉ mượn thôi. Diệp Huyên đang định hỏi lại thì lúc này, hắn phát hiện toàn thân Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhàn nhạt, ngọn lửa ấy bọc kín cơ thể Trương Văn Tú, trông nàng ta như đang bốc cháy. Vô cùng đáng sợ. Lúc này đây, hắn biết vì sao Trương Văn Tú lại cởi quần áo rồi. Ngọn lửa này quá mạnh, cho dù nàng ta không cởi thì cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Diệp Huyên không dài dòng nữa, lập tức hỏi, ta phải làm sao? Trương Văn Tú đột nhiên nắm chặt lấy tay của Diệp Huyên, cánh tay của nàng ta và Diệp Huyên đồng thời nứt ra. Một khắc sau, máu của Diệp Huyên chảy ra rồi men theo cánh tay tiến vào cơ thể nàng ta. Trong nháy mắt máu của Diệp Huyên tiến vào cơ thể Trương Văn Tú, một cỗ sức mạnh cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Trương Văn Tú, mà mái tóc đen của Trương Văn Tú chợt bắt đầu dần dần chuyển sang đỏ. Ảnh hưởng từ việc nhận lấy huyết mạch của Diệp Huyên. Trương Văn Tú chậm rãi nhắm hai mắt lại, không thể phủ nhận được,
huyết mạch của Diệp Huyên quá kinh khủng. Cho dù là nàng ta cũng không thể chống lại được sự thô bạo và sát ý trong đó. Sau khi máu của Diệp Huyên tiến vào cơ thể Trương Văn Tú, huyết mạch ma tộc trong người nàng ta như chịu phải sự uy hiếp gì đó, lập tức điên cuồng phản kháng lại, như muốn nuốt chửng lấy máu của Diệp Huyên. Mà lúc này, máu của Diệp Huyên bỗng sục sôi lên. Ầm, một ánh sáng đỏ ngầu bỗng nhấn chìm Trương Văn Tú. Trương Văn Tú cau mày lại, lúc này đây, cơ thể nàng ta đang bắt đầu rung lên kịch liệt. Diệp Huyên trầm giọng nói, Văn Tú cô nương. Trương Văn Tú bảo, cần nhiều máu hơn nữa. Diệp Huyên gật đầu, hắn trở tay nắm chặt lấy tay của Trương Văn Tú, chẳng mấy chốc, máu của hắn chảy dài vào người Trương Văn Tú, mà sắc mặt hắn hiện giờ cũng ngày càng trở nên tái nhợt. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như thế nữa, hắn nhất định phải trấn áp được huyết mạch của Trương Văn Tú. Càng lúc càng có nhiều máu chảy vào người Trương Văn Tú, huyết mạch ma tộc trong cơ thể nàng ta cũng ngày càng trở nên cuồng bạo. Nguy hiểm! Lúc này, Trương Văn Tú nhíu mày càng chặt hơn, cả khuôn mặt nàng ta đang bắt đầu vặn vẹo lại, như đang chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng nào đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, cô không sao chứ? Trương Văn Tú không hề trả lời, toàn thân nàng ta đều đang run rẩy. Diệp Huyên nói, hay lão ta thu hồi máu của ta lại. Trương Văn Tú lắc đầu, run giọng nói, huyết mạch của ta đang sợ hãi, ta chịu đựng một lúc là được. Diệp Huyên nhìn cơ thể Trương Văn Tú, lúc này thân thể nàng đã trở thành nửa đen nửa đỏ, nhưng bên đỏ đang chậm chậm lan tràn về nửa đen còn lại. Bắt đầu áp chế. Thật ra đây là do máu hắn tiến vào cơ thể Trương Văn Tú, còn nếu máu của Trương Văn Tú tiến vào cơ thể hắn thì sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Dù sao máu của hắn không hề phù hợp với thân thể Trương Văn Tú, bởi vậy khi nó tiến vào cơ thể nàng ta lại không thể nghiền ép hoàn toàn máu của Trương Văn Tú. Nhưng cũng may, bởi vì huyết mạch ma tộc của Trương Văn Tú không hề mạnh mẽ như huyết mạch của Diệp Huyên, thân thể Trương Văn Tú dần dần biến thành màu đỏ như máu, nhưng mà Trương Văn Tú lại có chút khó chịu. Bởi vì lúc này đây, nàng ta đang chịu đựng sự phản vệ của cả hai loại huyết mạch chi lực. Diệp Huyên vội vàng lấy suối sinh mệnh ra cho Trương Văn Tú uống vào, sau khi được suối sinh mệnh chữa trị, sắc mặt Trương Văn Tú mới trở nên dễ chịu hơn một chút. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Văn Tú cô nương, cô ổn không? Trương Văn Tú không trả lời, nàng gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Huyên, cả người vẫn đang run rẩy. Đúng lúc này, huyết mạch ma tộc trong cơ thể Trương Văn Tú đột nhiên bạo phát. Thấy thế, Diệp Huyên biến sắc, nhưng Trương Văn Tú lại run giọng nói, nó đang cược một ván cuối cùng. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô còn kiên trì được không? Trương Văn Tú đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ ngầu đột nhiên bao trùm lấy cơ thể nàng ta, rõ ràng máu của Diệp Huyên đang bắt đầu phản kích lại. Mà sau khi máu của Diệp Huyên phản kích, cả khuôn mặt của Trương Văn Tú lập tức trở nên vặn vẹo. Thống khổ! Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Trương Văn Tú bỗng ôm chặt lấy hắn, run giọng nói, huyết mạch của ngươi là gì vậy? Sao lại mạnh như thế? Nó còn có thể ăn mòn lý trí của ta nữa. Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết là huyết mạch gì nữa. Thật ra hắn cũng không hiểu gì về huyết mạch của bản thân mình cả, chỉ biết nó rất lợi hại. Lợi hại đến mức có vài lúc suýt chút nữa đã giết chết hắn. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn bế Trương Văn Tú lên rồi đặt nàng ta nằm xuống một chiếc giường gỗ, sau đó lấy một cái áo choàng cho Trương Văn Tú, nhưng áo vừa đắp lên người nàng ta đã bị đốt thành cho bụi. Diệp Huyên cau mày lại. Lúc này Trương Văn Tú đột nhiên nói, sao thế, xấu lắm à? Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú, lúc này đây nàng ta cũng đang nhìn hắn, đôi mắt nàng ta một bên đen xì, một bên đỏ tươi. Rõ ràng huyết mạch ma tộc vẫn chưa bị trấn áp hoàn toàn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Văn Tú cô nương như tiên giáng trần, sao lại xấu cho được? Trương Văn Tú nhìn thẳng Diệp Huyên, nàng ta siết chặt hai tay lại, vậy ngươi có tâm tư gì không? Diệp Huyên thẳng thắn, có. Đối diện là một mỹ nữ xinh đẹp nhường ấy, bảo không có chút tâm tư gì thì là nói dối, hơn nữa cô gái này còn đang không tấc vải trên thân. Trương Văn Tú không chỉ có tính cách nóng nảy, mà dung nhan cũng thuộc hàng tuyệt thế. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười bảo, Văn Tú cô nương, có tâm tư không có nghĩa là muốn làm gì đó.
Hơn nữa cô vì ta nên mới thôi thúc huyết mạch ma tộc, lúc này đây ta có tâm tư gì đó với cô là do bản năng của con người mà thôi. Văn Tú cô nương quả thật rất xinh đẹp, đừng nói gì ta tin là bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này cũng không nhìn được trước vẻ đẹp của cô. Thế nhưng bây giờ mà ta thừa dịp cháy nhà hôi của, thì đúng là không bằng cả súc sinh rồi. Đây là lời thật lòng của Diệp Huyên, hắn cho rằng làm người có thể vô liêm sỉ, cũng có thể phong lưu, nhưng tuyệt không thể hạ lưu, không thể không có giới hạn. Trương Văn Tú liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng ra. Ánh sáng đỏ quanh thân Trương Văn Tú ngày càng nhiều. Lúc này, Diệp Huyên lại lấy ra một ít suối sinh mệnh cho Trương Văn Tú uống vào, cứ thế. Kéo dài khoảng chừng nửa canh giờ sau, huyết mạch ma tộc trong cơ thể Trương Văn Tú cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Trương Văn Tú đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi nàng ta hoàn toàn là màu đỏ ngầu. Bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể nàng ta là huyết mạch phong ma của Diệp Huyên. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, Trương Văn Tú run giọng nói, thu hồi máu ngươi lại đi. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, hắn đặt tay phải lên cổ tay Trương Văn Tú, chẳng mấy chốc, dòng máu của Diệp Huyên chảy ngược về người hắn, nhưng thân thể hắn lại bỗng thấy không ổn. Diệp Huyên vội vàng trấn áp huyết mạch của mình lại, hắn cũng không dám để huyết mạch của mình kích hoạt hoàn toàn. Sau khi tất cả máu đều trở lại người Diệp Huyên xong, Trương Văn Tú mới khôi phục lại bình thường, thế nhưng Diệp Huyên lại có chút bất thường. Trương Văn Tú vội vàng đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra từ trong tay nàng ta bắt đầu giúp Diệp Huyên trấn áp huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn. Nhưng nàng ta phát hiện, sức mạnh của nàng ta căn bản không đủ để trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhíu chặt mày lại, toàn thân hắn đang đỏ lên với tốc độ cực kỳ nhanh, mà huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn cũng đang bắt đầu bạo động. Huyết mạch không chịu an phận. Thấy cảnh này, sắc mặt Trương Văn Tú trầm xuống, nàng ta đang định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng gầm lên đầy giận dữ, hắn ôm choàng lấy Trương Văn Tú, Trương Văn Tú lập tức biến sắc. Đang định phản kháng thì mới kinh hãi phát hiện ra lúc này đây nàng ta vô cùng suy yếu, căn bản không thể chống lại được sức mạnh của Diệp Huyên. Trong tình thế cấp bách, Trương Văn Tú đột nhiên bắt lấy nơi nào đó của Diệp Huyên rồi gằn giọng, nếu ngươi dám sằng bậy, ta thiến ngươi. Nhưng mà nàng ta không nắm lấy thì thôi, vừa nắm lấy lại khiến Diệp Huyên hoàn toàn đánh mất lý trí, quần áo của hắn bỗng chốc hóa thành tro bụi, một khắc sau, Diệp Huyên. Diệp Huyên lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Mà Trương Văn Tú bấy giờ cũng đang rời vào tình trạng suy yếu nhất, nàng ta căn bản không thể phản kháng lại Diệp Huyên. Khoảnh khắc Diệp Huyên tiến vào tận cùng đó, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, trong đó còn xen lẫn tia đau đớn. Nhấc chân ngọc, xoa gò đào, tiến lùi nhịp nhàng, sướng tận mây trời. Mắt mê ly, thân run rẩy, nhịp sóng vỗ từng đợt vào bờ. Người đời cứ ngỡ trường sinh là hay, nào ai nghĩ khuê phòng cũng thắm sắc xuân. Một khi lỡ chân xa vào, chẳng màn cùng người sẻ chia. Chấm chấm chấm. Khoảng chừng một canh giờ sau, sắc đỏ khắp thân Diệp Huyên dần dần dịu đi. Lại qua nửa canh giờ, Diệp Huyên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn xuống hạ thân của mình, nơi ấy nhuộm đẫm một mảnh đỏ tươi như hoa mai nở rộ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Mình chảy máu. Lại như nhớ đến gì đó, Diệp Huyên đột nhiên giật mình rồi tự tát vào mặt một cái. Bấy giờ hắn đã nhớ ra được rất nhiều chuyện. Xong đời rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn lướt bốn phía, Trương Văn Tú đã không còn ở đây. Không giết mình ư. Diệp Huyên nghĩ một hồi rồi mới mặc quần áo lại tử tế đi ra ngoài. Lúc này thư viện Vạn Duy đã trở lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng khắp nơi trong thư viện vẫn rất bừa bộn, có rất nhiều kiến trúc đã bị hủy. Bỗng có một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão xòe tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay lão, lão trả lại cho Diệp Huyên rồi nói, Diệp thần sư, Văn Tú giáo tôn bảo ta chuyển lại thứ này cho cậu. Diệp Huyên nhận lấy tháp giới ngục rồi hỏi, Văn Tú cô nương đâu? Ta muốn gặp nàng ấy. Ông lão áo bào đen nói, Văn Tú giáo tôn đang bế quan. Bế quan? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mất bao lâu? Ông lão áo đen lắc đầu, không biết. Diệp Huyên trầm mặc. Ông lão áo đen nói, Diệp thần sư,
Lần này phệ linh tộc tuy rằng đã thất bại bỏ chạy, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa, lần sau có lẽ sẽ ra tay với Phủ Văn Tông, cậu mau chóng trở về chuẩn bị đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, tiến bối, nếu Văn Tú cô nương bế quan xong, xin hãy báo cho ta biết một tiếng. Ông lão áo đen gật đầu, được. Diệp Huyên luếch mắt nhìn sân vườn của viện trương Văn Tú ở đằng xa, sau đó nói cáo từ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.